tính cần cái độ chính xác cao. Do đó cái thuật toán ở đây áp dụng deep learning cho cái bài toán thị giác máy tính là cần các bạn phải xây dựng cái mô hình nó chính xác, đảm bảo độ chính xác cao và dự đoán được những cái khối u, ví dụ nó bị che khuất hay bị mờ, đúng không? Thế nên là bài toán là đòi hỏi các bạn phải ngoài cái kỹ thuật xử lý ảnh còn phải kết hợp với deep learning để có thể detect được những cái khối u, các cái bệnh, dự đoán được những cái bệnh mà không cần đến bác sĩ con người qua can thiệp vào ha. Đó là bài toán về thị giác máy tính. Ngoài ra còn rất là nhiều cái bài toán nữa, sau này mình làm dần là mình sẽ thấy những bài toán thực tế rất nhiều. Rồi, đó là sơ sơ cho các bạn cái nhìn về thị giác máy tính. Còn bài toán thứ hai đó là bài toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thì các bạn thấy xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các bạn gặp bài toán ở đâu nè? Mình hay gặp đó là ở trong chatbot. Có thử cái chatbot lần nào chưa? Dạ có. Rất là rõ ràng đó là các bạn có thể, máy có thể tự động trả lời các cái thông tin, đúng không? Trả lời các cái thông tin mà không cần con người can thiệp. Tuy nhiên là mình chỉ cho máy học ở một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó thôi, chứ nó cũng không thể là chuyên nghiệp tới mức là trả lời tất cả các thông tin. Mình muốn máy hiểu được thì mình phải cho máy học một cái số lượng thông tin về một cái lĩnh vực nào đó mà mình cần truyền đạt á. Thì đây là một cái dạng về xử lý về văn bản giọng nói. Nếu như các bạn chat không á thì là văn bản, nhưng mà dần dần các bạn sẽ chuyển đến cái chuyện là robot có thể trả lời, đúng không, các câu hỏi là bằng giọng nói. Thì đây là một cái hướng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thì ngoài cái chatbot mà các bạn thấy ra thì bạn còn thấy rất nhiều bài toán liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giống như là các bạn thấy search trên web không? Search web. Thì ngày xưa mình search đó, là mình chỉ thấy là nó chỉ hiện ra một số lượng thông tin ít hoặc là chỉ liên quan đến cái từ khóa các bạn search thôi. Nhưng bây giờ là nó hiện đại, nó có thể cho các bạn nguồn thông tin đa dạng hơn rất nhiều, hỗ trợ các bạn là tìm kiếm những thông tin, nó hiện ra những cái thông tin mà các bạn có thể cần tìm kiếm, định hướng cho người tìm kiếm những cái thông tin gì. Thì cái đó là cần cái sự thông minh đó, truyền cho máy học những cái thứ mà đoán ra được cái ý con người muốn làm cái gì đó. Thì ở đây trong cái search này là có nhúng cái AI trong đó, tức là có nhúng các cái thuật toán deep learning trong đó. Rồi, bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà các bạn có thể chọn là, ví dụ các bạn có thể thiết kế những cái hệ IoT. Biết về IoT chưa? Chắc biết rồi, sơ sơ ha. Thì các bạn có thể thiết kế những cái nhà thông minh và điều khiển từ xa bằng giọng nói. Chẳng hạn như là các bạn có thể ngồi ở đây, có thể điều khiển bằng giọng nói qua app điện thoại. Thì ở nhà nó sẽ tự tắt đèn, mở đèn hoặc là tắt máy lạnh hay gì đó. Vâng, thì cái đó là cái hệ thống IoT điều khiển từ xa cho nhà thông minh, hoặc là sau này cho các cái vườn thông minh, thành phố thông minh gì vân vân, đúng không? Mình có thể điều khiển từ xa bằng văn bản giọng nói. Các bạn có thể làm cái đề tài liên quan đến lĩnh vực tài chính. Nếu như các bạn trong này có kiến thức về tài chính thì các bạn có thể sử dụng cái kiến thức của mình để lọc ra, trích xuất ra những cái thông tin cần thiết ở trên các cái thông tin đa chiều ở trên mạng á. Có thể lọc ra những cái thông tin cần thiết và từ đó các bạn xử lý và đưa ra những cái hướng giải quyết cho cái bài toán tài chính của mình, được không? Bạn nào đi ra quán cà phê hả? Dạ, nhà anh Duy mới nhắn bị cúp điện á cô. Cứ từ từ mà học, tại mình học tới 11 rưỡi lận mà. Tiếp theo ha, bài toán tiếp theo các bạn hay gặp là cái bài toán hệ thống dự đoán. Thì các bạn thấy là mình gặp các bài toán này ở trên các cái web thương mại điện tử. Ví dụ như các bạn muốn mua các cái hàng nào đó, đúng không, mặt hàng nào đó, là ngay lập tức là nó sẽ
khuyên bạn rằng sẽ mua thêm cái này không, ví dụ mua đôi giày thể thao thì sẽ định hướng cho bạn là nên mua thêm cái áo nè, mua cái đôi tất nè, hay là mua thêm các cái dụng cụ thể thao gì gì đó, cái đó gọi là nó giúp các bạn định hướng mua sắm. Thì cái đó mình cũng phải sử dụng cái xử lý ngôn ngữ tự nhiên để mình giải quyết các bài toán liên quan đến văn bản trên web ha. Thì ở đây là khi các bạn làm được cái hệ thống dự đoán, hệ thống khuyến nghị đó, thì các bạn thấy là nó mang đến hiệu quả rất là lớn trong cái thương mại điện tử đó. Nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ mang hiệu quả là rất là lớn ha. Cái thứ hai, cái hiệu quả lớn nữa, các bạn có thể chọn làm đề tài, đó là khi các bạn bán một cái mặt hàng, các bạn lót một cái mặt hàng điện tử lên Tiki, Lazada, Shopee bán đúng không? Thì các bạn bán, nhưng mà các bạn thấy là sao cái sản phẩm của mình bán ế quá, không biết lý do tại sao. Thì làm sao để tăng cái khả năng bán cái sản phẩm của mình lên? Làm sao bây giờ? Mình cũng bán cho người thường, mình lót lên mấy cái trang đó thôi đúng không? Mình quảng cáo sản phẩm mình bán thôi. Thì làm sao để tăng cái doanh số của mình bây giờ? Tại sao nó vẫn ế mà những cái sản phẩm của người khác thì nó lại bán được mà của mình bán không được? Mình làm sao để kiểm tra? Thì dĩ nhiên là các bạn bán một món ăn hay bán một cái đồ vật nào đó thì các bạn phải có cái xin cái ý kiến cái người mua đúng không? Xin ý kiến nhà hàng bán một cái tô phở, hỏi anh ơi ăn ngon hay không, dở hay không để tôi cải tiến. Vậy thì mình bán trên mạng, mình làm sao để mình biết là dở hay tệ hay tốt hay xấu? Thì mình đánh giá. Đúng rồi, phải đánh giá. Mình phải xin ý kiến, hoặc là bây giờ mình phải lấy ý kiến để mình khảo sát nó. Thì ở đây các bạn bán trên các cái trang thương mại điện tử thì các bạn phải có cái cách là gì đây? Đọc cái comment của họ đúng không? Để nghiên cứu sản phẩm mình, ủa sao bán tệ vậy? Thì trên mạng các bạn thấy có bao nhiêu comment về sản phẩm? Rất nhiều đúng không? Giờ một cái Tiki, Lazada hay Shopee thì nó có cả tỷ cái comment liên quan tới cái sản phẩm đó. Thì các bạn làm công việc là đánh giá comment nó tốt, xấu hay bình thường. Không lẽ giờ mỗi ngày các bạn lên đó bạn lấy về đọc cái đời nào xong đọc rồi phân tích đánh giá nó nữa đúng không? Thì mình đành phải là nhờ máy làm cái công việc này. Như vậy các bạn phải xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở đây là các bạn sẽ cào các cái comment đó về và làm sao đó để truyền cho máy, giúp máy đọc những cái comment và phân tích comment đó là vì sao tốt, vì sao xấu, vân vân. Thì đây là cái có thể là nếu mà bạn nào thích ngôn ngữ tự nhiên bạn sẽ chọn cái đề tài này để làm ha, nó mang đến rất là nhiều hiệu quả rất là lớn đó ha, đánh giá cái xu hướng người dùng, ý thích của người dùng, cảm xúc của người dùng đối với cái một sản phẩm nào đó ha. Thì ở đây các bạn sẽ phải phân tích ngôn ngữ tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, ví dụ như mà phục vụ cho cái thị trường Việt Nam thì rất là lớn, tiếng Việt cũng là một cái gọi là cái cơ hội cho các bạn đó. Thì cái đề tài này cũng được, liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên ha. Dữ liệu có thể tìm trên mạng về một cái sản phẩm nào đó, đánh giá sản phẩm đó để giúp cho doanh nghiệp họ nâng cao cái doanh số của mình ha. Đó là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đây là hệ thống dự đoán ha. Rồi, như vậy mình có cái tổng quan về bài toán Deep Learning, nó có liên quan cái lĩnh vực là Computer Vision đúng không? Y khoa hay các cái hệ thống dự đoán gì đó, các thương mại điện tử rồi đó ha. Thì trong ba cái hướng này các bạn có thể chọn một trong ba cái bài toán để làm đề tài, sau đó áp dụng Deep Learning lên đó là được. Rồi đó là cái tổng quan về AI Deep Learning ha. Giờ mình sẽ qua cái đi vào cụ thể. Dạ con cho em hỏi cô, chẳng hạn như ở cái hình này á con, đằng sau á em nghĩ chẳng hạn mình có một cái bài về mình nhận diện những cái icon, những cái logo và những cái hình đó đó, rồi xong mình phân tích xem là nó là của những cái hãng nào, thì nó về thị giác hay là về xử lý ngôn ngữ vậy cô? Cái này là bài toán cả hai đó, cái bài toán này gọi bài toán OCR, tức là các bạn có thường là scan một cái thẻ hay là một cái file nào đó đúng không, scan một cái tấm chữ nào đó
nhiều chữ, xong các bạn quét qua máy thì máy sẽ đọc cái thông tin đó và lưu lại cái thông tin đó. Thì cái chuyện mà scan đưa qua máy thì có phải là thị giác máy tính không, đúng không? Đưa qua camera là thị giác máy tính rồi. Như vậy là sau khi scan cái tấm ảnh đó rồi em phải đọc cái thông tin đó rồi ghi lại vào trong cái hệ thống của em á, thì cái đó là xử lý ngôn ngữ đó, và toán kết hợp cả hai, đúng không? Giả sử là các bạn muốn làm cái đề tài đó thì các bạn sẽ phải làm việc này nè, detect những cái hình tròn, chẳng hạn đây là các bạn chỉ quan tâm hình tròn đó, đúng không? Các cái chữ này các bạn không cần, đúng không? Nhiều logo mà, logo các bạn sẽ detect những cái dạng hình dạng logo, chẳng hạn như là logo Google, IBM hay là hình tròn gì đó tùy các bạn. Các bạn detect cái phần logo thôi đó, detect những cái logo này. Còn những cái chữ khác, ví dụ như trong cái khung ảnh nó có những cái chữ khác thì mình hạn chế là mình detect hết, tại vì đó máy nó đọc vào thông tin nó nhiễu loạn, đúng không? Mình chỉ chọn những cái đối tượng là logo mình detect thôi. Thì chỗ này các bạn sẽ phải viết một model liên quan tới thị giác máy tính để xử lý công đoạn là nhận diện logo trước ha. Sau khi nhận diện xong logo thì các bạn sẽ dùng kỹ thuật xử lý ảnh là cắt cái khung logo đó đem ra ngoài, đúng không? Cắt cái phần chữ của cái logo đó. Ví dụ như đây là Google, mình sẽ cắt cái khung chữ này ra, đem ra ngoài. IBM chẳng hạn, mình cắt cái phần chữ IBM đem ra ngoài, đúng không? Sau khi đó là detect xong đối tượng rồi đó, thì đó là giai đoạn xử lý thị giác máy tính. Sau khi cái model đó xong thì các bạn bắt đầu kết hợp với model xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đó là các bạn sẽ cắt những cái chữ này nè, cắt những cái chữ này đó, và cho sẽ nó sẽ nhận diện ra các chữ nào, đúng không? Ví dụ như là chữ G, cắt ra cái ô chữ G, nhận diện được chữ G, ô nhận diện được chữ O gì đó. Cắt ra xong rồi nó vẫn đang nằm trong cái mục thị giác máy tính, cắt ra rồi, nhưng khi ghép các cái chữ này lại nó phải có ý nghĩa. Đây có thể là logo của các bạn là có một từ, nhưng mà có khi nó là một cái đoạn text nào đó thì sao, đúng không? Hai ba từ, đúng không? Thì mình phải xử lý các cái từ này nó có ý nghĩa, cái từ này có ý nghĩa, do đó phải dùng tới ngôn ngữ tự nhiên trong này đó. Đúng không? Logo của các bạn có thể là nó có một cái dàn chữ gì trên này, rồi chữ dưới này, một cái câu chữ gì đó, đúng không? Nó phải có ý nghĩa nữa. Thì để mà đảm bảo các từ các bạn nhận dạng xong, có thể là nhận dạng đúng hoặc sai, nhưng mà để đảm bảo cái câu đó có ý nghĩa thì các bạn phải dùng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để các bạn làm lại lần nữa thì các bạn thu được cái câu đúng. À, đó là hai cái đó. Dạ rồi, cảm ơn cô. Thì cái bài toán mà hai cái này các bạn hay gặp là ví dụ như các bạn dùng để detect một cái chứng minh nhân dân á, quét qua chứng minh nhân dân, đúng không? Hoặc là thẻ ID gì đó, thì các bạn thấy là nó trong đó nó có nhiều cái thông tin, chẳng hạn như là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gì gì đó, thì các bạn không lấy những cái thông tin đó, thành những thông tin đó thừa. Các bạn chỉ lấy là tên nè, ngày sinh với lại số chứng minh nhân dân thôi, ba cái chính thôi, đúng không? Thì các bạn cũng sẽ dùng thị giác máy tính detect cho cô chỗ nào là số chứng minh, chỗ nào là tên, chỗ nào là ngày sinh, ba mục thôi. Còn nếu mà các bạn quét hết giống như các cái OCR ở đây á, thì các bạn phải lấy cả là Cộng hòa chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì rất là rối, đúng không? Chỉ cần detect ba thông tin cần thiết, rồi từ cái câu đó các bạn sẽ dùng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đọc ra là họ tên là cái gì và mã số ngày sinh ha. Đó là bài toán là kết hợp cả hai rồi ha. Có gì thắc mắc nữa không? Các bạn nào có ý tưởng về đề tài các bạn có thể hỏi ha. Để mà có điều kiện thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nó là thuật toán là từ từ mình sẽ đi sâu mình làm. Các bạn là ở đâu, quê đâu? Dạ cô, em thì ở Đồng Tháp. Tức là mình đang học từ Đồng Tháp hả? Dạ. Với bạn gì lúc nãy xin nói like đi vô quán cà phê luôn. Bà đứa em ở Đồng Tháp. Dạ, còn em thì ở Hồ Chí Minh cô. Vậy là ví dụ mà mình học offline là mình phải chạy lên đây học. Dạ đúng rồi.
vậy hơi mệt á, mai mốt học thực hành sao ta, hay là chạy lên đây học? Dạ chắc cũng phải vậy thôi. Ôi cái môn này đòi hỏi lập trình nhiều không cô? Lập trình nhiều đó, tại vì mình có 30 tiết thực hành mà, đúng không? Dạ, cô. Căn bản ngày xưa có học lập trình C cộng cộng nhưng mà cũng lâu lắm rồi, cũng tới mười mấy năm rồi, từ lúc đi làm tới giờ chưa bao giờ được làm lập trình hết đó cô. Bây giờ em cũng đang coi lại căn bản Python mà thấy nó khó quá rồi. Ồ, vậy sao làm đề tài ta? Đề tài là code không luôn á. Dạ. Hy vọng là nó sẽ có nhiều cái thư viện để mình nhúng vào. Thì bởi vậy cô mới hỏi các bạn là ở cái trình độ nào. Tại dù như cô dạy sinh viên là sinh viên nó học 4 năm liên tục đúng không? Và thành ra là nó lập trình hết ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là nó quen rồi. Còn các bạn là không biết là ở cái trình độ nào để mình biết là mình khi mình cốt là mình tập trung vào cái gì quan trọng nhất, hay là mình phải học lại từ đầu, hay là mình như thế nào đó, phải không? Những bạn cốt quen chưa, hay chuyên nghiệp chưa, hay sao đó, để cô biết, cô cũng chỉ cho các bạn cách học. Dạ em với anh Chí, anh Duy thì ba anh em đang hiện đang làm developer ở cơ quan. À, vậy là chuyên nghiệp rồi đúng không? Dạ. Vậy là chỉ còn có một bạn ở thành phố là thiếu lập trình thôi cô. Vậy thì bốn bạn còn lại hỗ trợ lo gì? À, nếu mà các bạn làm dev rồi thì chắc là Python rành rồi đúng không? Dạ, thực ra tụi em cũng mới tiếp xúc gần đây khi bắt đầu học thôi. Tại thường ở dưới này thì tụi em hay dev bên Java với lại .NET nhiều hơn. À, là cái bên cái AI này chưa làm nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, như này tụi em chưa có được tới phần đó. Không sao, Python là rất nhiều thư viện ha, và code cực dễ. Yên tâm, nếu mà đã là dân code thì code nhanh thôi. Rồi giờ mình qua cái phần kiến thức chính ha, đó là cái phần thuật toán. Thuật toán thì để mà các bạn học cái thuật toán này á, thì phải dành thời gian để đọc nhiều các cái thuật toán đó, rất là nhiều sách. Thì nếu như mà các bạn học trước đó các cái môn tốt về các môn toán, các môn nền tảng các bạn học tốt không ta? Ví dụ như toán tuyến tính, các bài toán này ma trận có học tốt không? Ma trận rồi xác suất thống kê, phương pháp tính rồi đó. Thì tại vì những môn tại vì là cái môn này nếu mà học sâu thì các bạn cần phải học về kiến thức toán vững, chứ nếu không là không hiểu gì hết. Còn nếu mà lâu quá quên chắc dạy kiểu cưỡi ngựa xem hoa quá. Tại vì là các rất là nhiều các cái công thức để đưa ra được cái bài toán, nó là rất là nhiều công thức liên quan đến toán ha. Thì chắc là mình học theo kiểu là mình có sẵn lấy mình xài thôi, chứ biết sao giờ, đúng không? Vậy thì các bạn tìm hiểu cho cô các cái loại bài toán về deep learning. Mình sẽ học cái khu vực này nè. Đó là mình sẽ bắt đầu từ mạng neuron, mạng neuron thần kinh đó, neural network đó, ha. Rồi sau đó từ neural network mình nâng lên bài toán phức tạp hơn trong bài toán deep learning ha, là có cái mạng gọi là convolutional neural network ha, gọi là CNN ha. Rồi sau đó mình sẽ lên cái mạng CNN này là mạng dạng như là neuron tích chập. Và sau đó mình sẽ lên cái mạng gọi là mạng recurrent neural network, tức là RNN ha, là mạng neuron hồi quy. Đó, riêng ba cái đó học không là đủ đuối rồi ha. Còn các bạn có thể đọc thêm các cái sách về thực hành. Và nếu như bạn nào muốn nghiên cứu sâu về lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo, deep learning á, thì các bạn có thể đọc thêm cho cô cái phần 3, cái phần research. Cái phần này nó có một số cái phương pháp nâng cao, nâng cao, cải tiến hơn nữa cho cái bài toán reinforcement learning á, tức là cái bài toán học tăng cường, cái bài toán này nè. Đó, thì cái bài toán mà mình dạy cho nó ít thôi nhưng mà nó có thể tự học giống như con người mình á, biến cái máy hoàn toàn thành con người,
tức là mình cái gì mình cũng không, những cái bài toán trước là mình đã dạy cho nó rồi, nó lấy cơ sở đó nó suy ra, nhưng mà sang cái bài toán học tăng cường đó, thì là mình chạy nó ít thôi nhưng nó hiểu nhiều, và giống như một cái máy thông minh vậy đó, thì nó sẽ có một số cái hướng là research trong deep learning, được chưa? Đó là một số cái sách ta. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bước, các cái bước mà các bạn sắp phải làm sắp tới nè. Thì một bài toán AI nó gồm chừng đó bước đó, một bài toán AI ha. Và các bạn sẽ gặp cái vấn đề là dữ liệu lớn, tức là đụng vào bài toán AI, đụng tới dữ liệu lớn. Chẳng hạn như các bạn muốn phân biệt hai bạn với nhau, hai bạn với nhau thì các bạn phải thu thập cái hình dạng của bạn đó với một cái số lượng ảnh rất là nhiều, ảnh rất là nhiều về bạn đó, thì lúc đó máy mới phân biệt được hai bạn với nhau, ví dụ vậy. Hoặc là dữ liệu về một cái giao thông, về xe cộ nào đó, thì các bạn phải thu thập cái lượng xe cộ đủ lớn để máy có thể nhận diện ra đâu là xe máy, đâu là xe hơi, đâu là xe buýt, vân vân. Thì nó liên quan đến cái vấn đề thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu là bước đầu tiên. Cái bước thứ hai, khi mà các bạn thu thập về rồi ấy, thì không thể xài ngay được, tại vì các cái liên quan đến thị giác máy tính đi ha, thì các bạn thu thập những cái tấm ảnh về, các bạn cũng phải cắt lại, chỉnh lại kích thước, có thể là chỉnh độ sáng rồi mờ rồi vân vân. Thì cái quá trình mà xử lý ban đầu đó, người ta gọi là reprocessing, tiền xử lý dữ liệu thô, đào các cái ảnh về, làm sao để đảm bảo được là nó thỏa mãn cho cái bài toán của mình, thì cũng phải chỉnh sửa để lấy những cái đặc trưng hoặc là lấy những cái thông tin đủ thôi. Ví dụ như bạn sẽ chụp một tấm hình trong đó có những cái ảnh mà nó có những cái thông tin không cần thiết trong cái ảnh đó, thì mình cắt ra, mình chỉ lấy những thông tin cần thiết thôi, ví dụ vậy. Thì cái quá trình xử lý đó gọi là reprocessing. Còn trong ngôn ngữ tự nhiên thì reprocessing là nó làm cái gì? Chẳng hạn các bạn down những cái comment trên mạng về, thì các bạn trong đó các bạn sẽ thấy là nó bị như là tin code nè, rồi các cái câu viết, ví dụ chữ A quá trời, ô gì đó, đúng không? Rồi những cái ký tự không phù hợp, mà chữ hoa, chữ thường vân vân, thì các bạn phải chỉnh lại, nó chuẩn hóa cái dữ liệu đó lại, thì gọi là quá trình reprocessing. Là quá trình này. Được chưa? Rồi bước tiếp theo các bạn phải làm là lấy dữ liệu về rồi thì phải mining nó. Mining ở đây là nghĩa là sao? Mình trích xuất những cái dữ liệu cần thiết. Đúng rồi, mining ở đây là ví dụ như mình lấy quá trời hình ảnh trên mạng về mà mình không xác định mục tiêu là để làm cái gì hết. Ví dụ như mình phân biệt hai con chó, con mèo, mình đao về trong nó đủ thứ con hết, thì nó không hợp lý, đúng không? Mình phải mining, mình chọn ra những cái đối tượng cần thiết, những cái thuộc tính cần thiết cho bài toán của mình. Thì cái mining này nói thì dễ, nhưng mà khi mà các bạn gặp cái bài toán về tài chính, ngân hàng đó, thương mại điện tử rồi đó, thì các bạn phải có kiến thức để mining nha. Chứ nếu không có kiến thức về đó, sao mining được, là cái thuộc tính nào mới ảnh hưởng, ví dụ đánh giá chứng khoán, ngân hàng. Không có kiến thức về nó, làm sao mining, là những cái thuộc tính nào ảnh hưởng, đúng không? Có quá nhiều thông tin mà. Thì cái mining này nó rất là quan trọng ha. Tùy theo cái dạng bài toán thì cái độ phức tạp của cái đoạn này và nó khác nhau ha. Nếu như mà bài toán, mỗi bài toán mình sẽ có cái quá trình này làm khác nhau ha. Sau đó cái phần thứ tư này đó là cái phần model nè, cái phần này mình sẽ làm ở cái môn học này, mô hình đó. Còn ba cái bước này nè, là khi các bạn đụng dữ liệu thật các bạn mới thấy nó nguy hiểm. Chứ hiện tại dù mình làm những cái đoạn dữ liệu đơn giản dễ á, thì không thấy, chưa thấy gì nhiều, chưa thấy khó khăn. Nhưng mà khi mà đụng đến dữ liệu thật mà lấy từ thực tế á, thì cái quá trình này làm rất là vất vả. Còn mình bây giờ mình sẽ tập trung vào cái mô hình bằng deep learning, mô hình cái dữ liệu của mình đó, xây dựng mô hình bằng deep learning và sau đó dự đoán kết quả. Thì sau khi xong hết rồi, cái này mà bước này ổn rồi á, ok hết rồi, thì các bạn chỉ cần cách là làm gì đây? Vẽ các biểu đồ rồi thông báo kết quả, gọi là visualize, nó dễ đúng không? Cuối này là khỏe rồi. Đó, thì
Đã cái bước là như vậy, tương lai mình cũng sẽ code cái đoạn này theo cái thứ tự này ha. Rồi vậy thì mình sẽ làm gì? Mình code như thế nào, làm như thế nào? Đầu tiên là các bạn sẽ thu thập dữ liệu cho cô ha, xây dựng cho cô cái bộ dữ liệu tên là data, cái training data đó, dataset của mình đó. Các bạn sẽ xây dựng cho cô cái bộ dữ liệu này. Được chưa? Rồi sau đó, sau khi có bộ dữ liệu rồi thì các bạn sẽ đưa vào các cái thuật toán, các cái thuật toán mà các bạn sắp học, tương lai sẽ học này nè, để xây dựng cái mô hình, xây dựng cái mô hình ha. Bắt đầu các bạn lựa chọn thuật toán, có nhiều thuật toán, các bạn sẽ lựa chọn và xây dựng cái mô hình. Được chưa? Sau khi xây dựng mô hình lần thứ nhất, không phải xây dựng liền là ok, không phải như các bạn code bình thường như là làm web hay gì đó ha, là code xong là ok ra sản phẩm, thì đây không phải vậy. Mà cái bài toán của mình á, nó bị cái vấn đề là làm lần thứ nhất, sau đó đem ra test kết quả, bắt đầu đánh giá, thấy tệ, thấy ổn thì được, nhưng mà thấy tệ thì làm công việc gì? Lựa chọn lại mô hình, làm lại cái mô hình đó, và cứ làm đi làm lại cho khi nào nó ổn thì thôi. Đó, cho nên cái quá trình các bạn làm cái chỗ này này rất là vất vả, làm đi làm lại nhiều lần ha. À, cứ code nhiều lần cho cô, thay đổi thuật toán, sau đó xây dựng cái cấu hình mạng cho mỗi cái mô hình, nó rất là phức tạp, mình phải xây dựng đi xây dựng lại làm sao cho nó tốt, mà chưa chắc nó tốt đâu nha các bạn. Nó bị gì nè, là cái dữ liệu của các bạn nó bị biến đổi, nó không có ổn định. Ví dụ lượng comment hay số lượng hình ảnh, hoặc là ví dụ các bạn muốn phân tích một con chó đi, thì bây giờ các bạn chỉ có lượng kiến thức là một con chó là nó có cái đuôi, cái lông màu gì hay gì đó thôi. Nhưng vài bữa nó lại có nhiều kiểu con chó khác nữa, đúng không? Cái tự dưng rối là làm gì? Phải cập nhật lại cái training data này, khổ vậy đó. Tức là dữ liệu không ổn định và thông tin là lúc nhiều lúc ít, đúng không? Nó cho nên là phải cập nhật. Vậy thì làm sao? Lại phải xây dựng bộ dữ liệu mới, lại tìm thuật toán mới, train model mới, rồi thử lại. Thử lại chắc chắn là nó tệ rồi, tại vì là do là cái dữ liệu mới của các bạn với dữ liệu cũ thì hình như là nó không khớp, đúng không? Lại phải đổi lại cái thuật toán mới thì nó khớp với dữ liệu mới và dữ liệu cũ, vậy là hai loại dữ liệu vừa cũ vừa mới phải khớp kìa. Vậy là phải đổi lại cái bộ này, đúng không? Cho khi nào nó tốt hết thôi. Đó, cho nên là cái code của các bạn sau này viết có thể là nó ngắn thôi, nhưng mà cái công lao mà làm đi làm lại á, nó vất vả, mà xây dựng cái bộ dữ liệu nó vất vả nè. Đó, phải không? Nó vất vả chỗ này. Đây, đó là cái hướng sắp tới mình phải làm, đúng không? Rồi bây giờ mình đi vô cái phần chính ha, là các bạn có cái phân loại về cái bài toán gọi là supervised learning và unsupervised learning, là hai cái bài toán chính. Cái semi supervised này thì là nó một nửa này một nửa kia, và cái reinforcement learning này là lúc nãy mình có nói nó học tăng cường, tức là cái dạng là mình dạy cho nó ít thôi, nhưng mình dùng thuật toán để nó có thể tự suy ra thêm, thì cái phần này hơi khó. Reinforcement này hơi khó, các bạn chỉ tập trung vào hai bài toán là supervised và unsupervised thôi ha. Cái này không biết các bạn biết chưa ha, có nghe chưa? Dạ có nghe tới thôi, còn đi sâu giờ thì chưa. Supervised là gì? Cái này mình hay làm nhất nè. Supervise là học có giám sát. Học có giám sát là học làm sao? Học có giám sát là các bạn khi dạy cho ai một cái gì đó thì các bạn hướng dẫn trước cho người ta, dạng vậy đó, hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như một đứa trẻ được sinh ra, nó chưa phân biệt được đâu là con chó, đâu là con mèo, thì các bạn sẽ bắt từng con chó tới, đúng không? Bắt cái, hoặc là đưa cho nó cái tấm ảnh, các bạn gán cho cái nhãn đây là con chó nè, các bạn lấy một con chó khác, các bạn mới chỉ là đây là con chó nè, rồi bắt một con mèo,
chỉ cho bà, cho em bé ở đây con mèo nè, tức là mình chỉ cho nó trước những cái con vật nào là con chó, những con vật hình dạng như thế nào là con mèo, thì đó gọi là mình có giám sát, mình đã gán nhãn cho nó rồi, mình học và mình chỉ cho nó biết rồi, là trước đó là nó đã biết một vài cái con như vậy là con chó, một vài con như vậy là con mèo, thì sau này đưa một cái con mới đến thì nó sẽ dựa vào kiến thức mà trước đó nó đã học, là một vài cái con như vậy là con chó, một vài con như vậy là con mèo, thì nó sẽ suy ra cái con trước mặt đó là con gì. Được chưa? Thì học như vậy gọi là học giám sát. À, còn cái học không giám sát là các bạn chưa có hình dung ra, chưa có được biết cái con đó là con chó hay là con đó là con mèo. Nhưng các bạn biết được một số đặc điểm trên cái đối tượng đó, thì các bạn phân nó thành từng nhóm, mà tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn. À, thì ở đây là một bên là đã định sẵn cái đối tượng đó là chó mèo thì gọi là giám sát, còn một bên là chưa gán nhãn, là chưa biết con đó là con gì, dựa vào đặc trưng thôi, gọi là không giám sát. Còn cái loại mà simi có nghĩa là một vài con đã được gán nhãn rồi, một vài con chưa, đó là nửa này nửa kia. Thì có mình có ba loại, mình sẽ đi vào ba cái loại cụ thể đây nè. Để coi thế nào, cái bài toán về cái bài toán về giám sát các bạn hay gặp đó là cái bài toán phân loại. Phân loại ví dụ như là các bạn có, ví dụ như lúc nãy cô nói các con chó con mèo rồi, giúp các bạn phân loại ra đó, các cái đối tượng phân loại cụ thể, thì cái bài toán đó là cái bài toán giám sát mình hay gặp. Regression là bài toán hồi quy, ví dụ các bạn gặp cái bài toán mà với cái giá tiền như cái nhà như vậy, nhà nhỏ vậy, giá tiền như vậy, ví dụ cái nhà 50 mét vuông giá 1 tỷ, rồi cái nhà 100 mét vuông giá 2 tỷ, thì các bạn có suy ra được là cái nhà khoảng 70 mét vuông bao nhiêu tỷ hay không? Ví dụ vậy, là bài toán hồi quy, đó là dựa vào những cái có giám sát trước đó, đã được gán nhãn trước đó rồi, các bạn suy ra những cái mà sắp tới, thì đó là bài toán hồi quy. Còn cái bài toán mà unsupervised, tức là bài toán không giám sát, thì các bạn thấy có quá nhiều các cái thuộc tính các bạn không biết, không biết con nó cụ thể là cái gì. Ví dụ như các bạn có hai cái đối tượng cô không biết là gà vịt hay chó mèo, nhưng mà cô biết là có những cái con là bốn chân, có những con hai chân, có những con có lông, những con không có lông chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì cô làm công việc gì là cô không biết đối tượng là đó là cái gì, nhưng mà cô có thể gom cụm lại một cái nhóm bốn chân và cái nhóm hai chân đi, rồi sau đó trong cái nhóm bốn chân cô sẽ tìm ra cái đối tượng cô cần biết. Ví dụ vậy, tức là mình không biết đối tượng nhưng mình dựa vào cái thuộc tính của nó, dựa vào cái thuộc tính của nó để mình có thể hạn chế bớt những cái đối tượng không liên quan, được không? Thì nó là bài toán unsupervised, thì nó liên quan tới bài toán gom cụm. Vài bữa nữa mình sẽ vô bài toán cụ thể thì các bạn thấy cái ý nghĩa của nó nhiều hơn. Cái bài toán phân loại trong machine learning á, lớp á, thì các bạn thấy là các bạn hay gặp cái bài toán phân lớp nào nhất? Nhiều lắm nha, bài toán phân lớp là nhiều vô cùng á. Trên slide này thấy rõ nè, ví dụ như là phân là nam với nữ riêng là dễ đúng không? Rồi cả phân mail là có mail spam với không spam nè, đúng không? Rồi phân loại gì nữa? Nhiều lắm. Không nghĩ ra bài toán nào về phân loại hả? Phân loại khách hàng. Hả? Phân loại khách hàng đó. Khách hàng gì bạn nghe không rõ lắm. Nếu như mình phân loại khách hàng có tiềm năng hay là khách hàng thân thiết cái gì? Đúng rồi, phân ra các loại như khách hàng tiềm năng, khách hàng không thân thiết gì, đúng không? Đó, phân loại.
Rồi ví dụ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì mình có bài toán phân loại là phân loại cái ý định của người dùng, đúng không? Hoặc là cảm xúc người dùng là tốt, xấu và bình thường, đánh giá gì đó là bài toán phân loại. Còn trong computer vision thì rất là nhiều, ví dụ như giờ đèn giao thông thì dĩ nhiên camera phải phân loại được cái gì, xe hơi, xe máy, xe bus gì, đúng không? Đó là bài toán phân loại đó. Thì tương lai mình sẽ giải quyết những cái bài toán này ha. Còn mà cái bài toán regression thì ở đây là các bạn dựa vào cái dữ liệu ban đầu ha, các bạn xây dựng được cái mô hình. Cái bài toán này liên quan đến cái gọi là time series, cái dữ liệu thời gian thực á, tức là từ ngày đầu đến ngày giữa tháng là các bạn có cái dữ liệu nó thay đổi như cái dấu chấm đỏ này nè, đúng không? Vậy các bạn có dự đoán được ngày tiếp theo của tháng đó hoặc là hai ngày tiếp theo của tháng đó thì dữ liệu nó thay đổi ra sao không? Thì đó chính là bài toán regression. Và các bạn thấy là nó rất là quan trọng trong cái việc, trong cái lĩnh vực tài chính đó. Rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn thấy là cổ phiếu hoặc giá vàng nó thay đổi như vậy nè, đúng không? Thay đổi trong mấy ngày trước nó thay đổi hình như vậy, thì các bạn có dự đoán được những ngày sau nó sẽ thay đổi như thế nào để cho người mua họ mua bán, đúng không? Mà đem lại cái lời cho họ. Thì cái chuyện mà cái bài toán regression là bài toán rất là quan trọng. Thì ở đây á, cái đường thẳng như vậy nè, người ta gọi là bài toán linear, tức là bài toán tuyến tính. Cái đường này dễ quá, nhưng mà thực tế đâu có cái đường nào thẳng như vậy cho mình dự đoán nó dễ đâu, đúng không? Thường là mình sẽ phải xây dựng cái mô hình nó đi lòng vòng vậy nè, đúng không? Đi lên đi xuống theo dùng dữ liệu, thì lúc đó mình dự đoán tiếp theo của cái đường đó thì nó mới chính xác được đó. Thì mình cũng bắt đầu từ bài toán dễ nhất thôi, đó là xây dựng cái đường thẳng, dần dần là tăng lên bài toán nonlinear, tức là bài toán không tuyến tính. Rồi. Còn bài toán unsupervised các bạn sẽ thấy vậy nè. Unsupervised, ví dụ như các bạn có một cái nguồn dữ liệu lớn rộng như thế này, các bạn không hiểu được là đầu vào input, cái tập dữ liệu đầu vào của các bạn được phân ra loại nào đâu, mà các bạn cố gắng là các bạn gom nhóm nó lại những cái thuộc tính chung nhất. Ví dụ trong cái đám dữ liệu này, các nhóm này nè, thì nó sẽ có những cái thuộc tính chung nằm ở cái khu vực góc bên trái nè, góc bên phải này, đúng không? Thì các bạn cố gắng gom nó thành từng cái cụm nhỏ để các bạn xử lý nó dễ dàng hơn đó. Chưa biết là nó thuộc của nguồn dữ liệu nào, nhưng mà những cái cụm này nó sẽ có một số cái thuộc tính chung mình gom lại, đúng không? Ví dụ như là các bạn thấy cái hình ở dưới, mấy con chuột với con vịt, thì mình sẽ thấy là mình chưa biết con nào là con chuột với con vịt hết, thì mình làm công việc là mình sẽ gom lại một số cái đặc trưng chung của những cái con, có cái mỏ dài hay là có cái đuôi hoặc là có cái lông gì, thì mình sẽ gom ra hai nhóm, sau đó mình sẽ tìm những đối tượng mình cần biết trong từng nhóm, thì có phải nó số lượng nó ít hơn, dễ hơn không? Đó thì gọi là dữ liệu về unsupervised ha. Nhưng mà trước hết muốn làm như vậy á, thì cái chuyện cái gom cụm này nè, giúp mình bớt đi cái số lượng dữ liệu, đúng không? Bớt những cái thuộc tính không cần thiết, thì khi đó mình tìm kiếm nó dễ dàng hơn ha. Rồi đó là hai cái bài toán các bạn sẽ gặp trong tương lai. Tuy nhiên là ở cái môn deep learning của mình á, thì mình không làm bài toán về unsupervised nhiều, tại vì là unsupervised là cái bước đầu để mình reprocess dữ liệu, rồi sau đó mình mới dùng cái mô hình để mình xử lý phía trong này. Thì cái bước đó là để sau này cái đụng cái đề tài và những cái bài toán phức tạp thì mình sẽ làm. Còn hiện tại là mình sẽ đi sâu vào cái thuật toán, giải quyết được cái bài toán bằng xây dựng mô đồ trước đã. Các cái thuật toán trong unsupervised với lại supervised nó có nhiều vậy nè. Nó ví dụ như phân loại hay regression nó có chừng này. Thuật toán các bạn thấy nhiều không? Nó support vector machine gì gì đó. Rất là nhiều ha.
SVM, Decision Tree gì đó rất là nhiều, K-Min gì đó ha, rất là nhiều. Thì Deep Learning chỉ tập trung vào cái cuối cùng, Neural Network. Đó. Còn các bạn nào muốn làm những cái bài toán khác đa dạng hơn á, thì các bạn nghiên cứu thêm một số thuật toán ha. Tức là khi làm mô hình giống như cái trên cô nói đó, là các bạn xây dựng cái mô hình, rồi thử đi thử lại cái thuật toán, rồi thay tập training, rồi lại thử lại thuật toán, rồi test lại, không ngủ là cứ làm vòng vòng. Thì thuật toán ở đâu mà thử, lấy cái gì thử? Thì ở đây nè, đó, cái bộ nè, kiếm cái nào cho phù hợp với data của mình, chứ không phải là cái nào cũng tốt hết, đúng không? Tuy nhiên là mạnh nhất, hot nhất bây giờ là Neural Network ha, mạnh nhất giờ đó. Thì mình sẽ tập trung vào cái này thôi. Còn mấy kia các bạn nghiên cứu thêm ha. À, chỗ này là sách là bao la ha, algorithm, cái sách về machine learning ấy, các bạn có rất là nhiều cái thuật toán. À, mình để học, mình chỉ học với bạn nào thôi. Decision tree. À, đây mình chỉ học có cục này thôi nè, deep learning nè, đó. Mình học có CNN với INN thôi. Đó, còn mấy cái này đó, nó nhiều tới mức vậy đó, là thấy ra dạng bao lao. Nhưng mà không thể học nổi, mình chỉ học có chút xíu nữa thôi. À, thì nhắc lại cái quy trình ha, nhắc lại quy trình một chút. Đó là cái bước này làm rất mất thời gian, làm đi làm lại. Có hai cái việc phải làm đi làm lại. Một đó là cái phần chuẩn bị dữ liệu, và hai đó là xây dựng thuật toán. Hai cái này các bạn làm đi làm lại nhiều lần ha. Dữ liệu chưa tốt, làm lại. Dữ liệu tốt rồi, xây dựng mô hình, chỉnh lại mô hình nhiều lần để được cái mô hình tốt nhất rồi sử dụng. Nhưng mà chỉnh nhiều mô hình quá, tốt quá, nhưng mà vẫn không ra kết quả tốt, vậy thì lại quay lại chỉnh lại dữ liệu. À, cái con đường của ba các bạn ở cái môn này và những cái bài toán liên quan đến AI là bị cái là làm đi làm lại rất là nhiều lần. Rồi mình đi qua cái phần tổng quan rồi đó, thì mình sẽ đi vô một số cái khái niệm trước khi các bạn tiếp xúc với cái gọi là Neural Network. Thì mình sẽ học một số cái khái niệm. Cô vui lòng cho em xem lại cái slide mà các tài liệu đó không? Tài liệu này hả? Dạ không, cái tài liệu mà nãy cô kêu để đọc như CNN đó cô. Đấy hả? Dạ không, cái trong cái danh sách mấy tài liệu đó cô kêu mình tham khảo CNN hay ICM gì đó không? Danh sách tài liệu. Cái mày mát. Đây đúng rồi nè cô. Dạ. Đúng rồi. Đây nè, mình chỉ học có hai cái này thôi. Neural network với deep learning thôi. Yeah. Đó, còn một số cái thuật toán nền tảng, rồi một số các cái thuật toán khác là mình phải tự tìm hiểu ha. Mình chỉ học có ít thôi, còn lại nhiều lắm, rất nhiều. Có học một chút về regression nữa, tại vì nó là cơ sở đi lên neural network, thì mình có cái linear regression, logistic, và sau đó có đến cái neural network, sau đó qua deep learning. Đó, cái lộ trình của mình là vậy đó. Rồi, các bạn nào hỏi gì không? Dạ chắc chưa cô. Cô cho em hỏi cô. Bây giờ tới 11 giờ nó chắc nói chết luôn á. Cô thì cho em hỏi thôi cô. Như có bài toán đó làm, bây giờ mình đánh giá xem cái mức độ hài lòng của các học viên khi học online á, giữa cái khuôn mặt á, thì cái bài toán như vậy nó có khả thi không? Tại vì em thấy đôi khi cái cảm xúc là nó có thật, nhưng nó cũng có thể là cảm xúc giả đó không?
Đúng rồi đó, cái bài toán này cũng rất là hay nè, bạn nào mà làm được là cô rất hoan nghênh nè. Đó là đánh giá cảm xúc, giống như là mình đang ngồi học online vậy nè, thì các bạn sẽ phải thu lại một cái video của bạn đó đúng không, tức là các bạn cắt khoảng một khoảng thời gian là khoảng 0.1, 0.2 giây gì cái khuôn mặt, cái cử động khuôn mặt bạn đó lại đúng không, sau đó mình sẽ đánh giá là cái cảm xúc lúc đó của bạn là cái gì. Vậy thì cái bài toán này rất là khả thi ở chỗ là ví dụ giờ cô đang nhìn thấy cái mặt của bạn, bạn nào đây, em tên gì ha? Dạ em Khoa. Bạn Khoa, Khoa em Khoa lúc nào cũng cười hết không? Nhìn mặt là cô sẽ cắt khoảng 0.1 giây của bạn ra, cô thấy bạn đang cười đúng không? Tại vì đánh giá là mình sẽ đánh giá thông qua cái camera của bạn đúng không, thì mình sẽ cắt từng cái đoạn clip để mình đánh giá, chứ không thể nào là mình đánh giá sau đó mình ghép lại là sẽ dùng thời gian thực để mình đánh giá chứ gì nữa. Thì theo nguyên tắc là mình cắt ra từng clip để mình đánh giá, thì cắt ra một đoạn cô thấy mặt bạn Khoa đang cười đúng không, thì cô sẽ gán nhãn đó là cảm xúc là vui vẻ đúng không. Sau đó thời gian trôi đi, cô cắt thêm 0.1 giây nữa, cô thấy cái mặt bạn xị xuống, cái cô mới đánh vô là chán đúng không. Vậy thì bài toán của mình sẽ là bài toán phân loại đúng không, phân loại gì nữa là gồm có cảm xúc là chán nè, thú vị nè, bình thường, ba cái đi ha cho dễ, chán, thú vị, bình thường. Vậy thì giống như cô nói đó, là các bạn sẽ phải làm một cái bộ dữ liệu bao gồm nhiều cái clip, mỗi clip giả sử 0.1 giây đi, mình sẽ gán nhãn cho mỗi clip là 0.1 giây là cái tương ứng với cảm xúc gì đúng không. Cô sẽ cắt ra khoảng chừng dữ liệu của mình khoảng chừng 100.000 cái clip đi, làm cho nó hoành tráng, 100 cái đi ha, đơn giản thôi, 100 cái bao gồm nhiều khuôn mặt, mỗi khuôn mặt mình sẽ gán cho mỗi cái nhãn cảm xúc riêng đúng không. Cô sẽ thu thập dữ liệu vậy đó. Như vậy cô có 100 cái khuôn mặt, tất nhiên là không phải của mình bạn Khoa không, mà là cô sẽ thu thập nhiều khuôn mặt khác nhau và cô sẽ ngồi gán nhãn cho nó. Cái mặt mà đang xị xuống cô ghi là chán đúng không, cái mặt mà thấy đang cười cười mỉm mỉm á là cô ghi là vui đúng không, thú vị đúng không, còn thấy cái mặt đơ đơ không nói gì hết là ghi là bình thường đúng không. Như vậy cô sẽ cho vào máy học, đưa cho máy học, tức là cô sẽ đưa cái tập dữ liệu của cô đó cho máy học. Sau khi máy học và sử dụng các cái thuật toán deep learning của mình xong rồi đó, bắt đầu cô mới dùng camera, cô đưa cái mặt của em vô, cái mặt em bắt đầu cử động đúng không. Cô sẽ dùng cái công việc là cô sẽ cắt từng cái đoạn clip trên cái camera của các bạn, cứ 0.1 giây cô cắt một lần, 0.1 giây cô cắt một lần đúng không. Như vậy cô sẽ theo dõi cái khuôn mặt của bạn, cái cử động trên khuôn mặt của các bạn, do cô đã cho máy học 100 cái clip kia rồi, thì cô sẽ theo dõi cái khuôn mặt của bạn và máy sẽ đánh giá, và máy sẽ theo dõi cái khuôn mặt của bạn và dựa trên 100 cái clip vừa mới học thì máy sẽ đưa ra cái đánh giá là bạn đang vui hay buồn, được không, hiểu ý tưởng không? Hiểu rồi. Vậy thì làm có được không? Vậy thì khó nhất của bài toán của mình là gì? Về chất lượng hình ảnh của cái vụ mình cắt camera ra là gán cho cái nhãn nào đó khó nhất. Yeah. Đúng không? Ví dụ các bạn thu thập càng nhiều cái clip 0.1 giây đó, càng nhiều thì độ chính xác càng cao, tại vì máy học có 100 cái thì làm sao máy có thể suy ra dễ dàng đúng được đúng không? Máy phải học lên cả nghìn cái clip thì may ra máy mới nhận ra được đúng không? Đó là cái khó thứ nhất là các bạn thu thập dữ liệu. Các bạn có thể cắt ra liên tục, ví dụ giờ Khoa ngồi đây nè, là nó sẽ ngồi từ giờ cho tới 11 giờ đúng không? Vậy thì em muốn thu thập cái mặt của Khoa là em cứ ngồi cắt liên tục cho cô. Cắt từ giờ đến 11 giờ là được khoảng cứ mỗi vậy là 1 phút 1 giây đi ha. Thì em nghĩ là cắt được bao nhiêu cái trạng thái khuôn mặt của bạn từ giờ đến trưa đúng không? Đó, thì cứ mỗi 0.1 giây hoặc 1 giây gì đó thì các bạn sẽ gán cho cái nhãn. Cái gì mà mặt đang đơ đơ vậy gán cái nhãn bình thường đúng không? Đó thì các bạn cứ gán nhãn cho nó để rồi sau đó đưa vào máy để nó học ha. Mà không phải nếu như một người không á
thì độ chính xác không cao, các bạn phải dùng nhiều người nữa kìa, nó thu thập của nhiều người nữa kìa, thì độ chính xác mới cao được. Đó chỉ là cái bước đầu thôi, cái bước của này nè. Đâu rồi? Đây nè, mới bước này à. Khổ vậy đó, mới cái bước chuẩn bị dữ liệu mà đã khổ vậy đó. Rồi, cái thứ hai nữa là các bạn phải xử lý video, video á. Các bạn xử lý video nó rất là khó. Tức là cái khi mà các bạn chuẩn bị xong dữ liệu đúng không, các bạn phải đưa nó vào thuật toán. Trong này các bạn sẽ bỏ mấy cái thuật toán Deep Learning đồ vô nè, nhưng mà lúc này các bạn sẽ phải xử lý nó bằng những cái thuật toán rất là khó để nó học được những cái đặc trưng trong 0,1 giây đó. Cái việc thay đổi cái cơ mắt như thế nào, cái cơ miệng như thế nào trong 0,1 giây đó thì nó mới là đang vui đó. Thì để máy học được những cái đặc trưng đó, là cơ mặt thay đổi, hoặc là nhiều cái cơ khác trên khuôn mặt nó phải thay đổi như thế nào trong 0,1 giây đó, thì là cái đó là cái cảm xúc vui. Thì cái chỗ này nè, phải đưa ra một đống cái mô hình nhiều lớp cấu trúc mạng phức tạp mà ha, parameter quá trời, mấy nghìn cái, phải là mấy chục ngàn cái. Rồi sau đó phải trên máy xịn, máy yếu chạy không nổi, đúng không? Tại vì các bạn thấy là tham số nó nhiều như vậy, cái cấu trúc mạng của các bạn nó bự, nó cồng kềnh như vậy mà, thì máy thường không chạy được. Chưa kể là cái tập dữ liệu đầu vào của các bạn là toàn clip không, nặng, mà lên tới mấy ngàn cái clip rồi bắt đầu lên cái số lượng là ghi rồi, đúng không? Không đơn giản là mê đồ nữa đó. Thì nó bắt đầu nặng, đúng không? Bắt đầu phải xài tới máy xịn mới ra được cái trend, được cái mô hình này. Và máy xịn cũng chưa đảm bảo là nhanh nữa, phải ngồi chờ có khi là nguyên ngày mới trend xong, ngày hôm sau mới trend xong chẳng hạn. Tức là thời gian trend rất là lâu, lên tới hàng tiếng, mấy tiếng đồng hồ mới ra được cái sản phẩm. Mà ra xong chưa không thấy đúng nữa cơ. Tự đưa cái khuôn mặt vô nó nhận sai cảm xúc, làm công việc gì? Trend lại, ngồi chờ tiếp, chờ ngày này sang ngày khác ha. Cho nên là cái công đoạn này rất là mệt. Rồi sao, thấy hứng thú đề tài này không? Bạn gì mới hỏi cô hả? Dạ, vẫn chưa. Mình định chọn cái này làm hả? Dạ, em nghĩ tới cái bước mà mình dán nhãn cho nó. Em chán rồi đúng không? Dạ. Em vẫn thích về xử lý ngôn ngữ. Xử lý ngôn ngữ em làm cái gì rồi? Dạ chưa, nhưng mà em có đi tham gia một vài cái hội thảo đó cô. Vì thấy nó cũng so với về hướng thị giác thì cái hướng xử lý ngôn ngữ các bạn nó đơn giản, nó cái lập trình của nó không có phức tạp bằng cái thị giác đó cô. Em thì em định hướng như vậy đó cô. Nó mô hình không cồng kềnh, đảm bảo là không nặng, chạy hàng mấy tiếng đồng hồ như thị giác máy tính. Nhưng nó khó gì? Nhưng nó bị cái vấn đề nhập nhằng trong ngôn ngữ. Cho nên hầu hết các cái mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên các bạn train xong thường cái độ chính xác không cao, đúng không? Chẳng hạn như các bạn điền dấu cho tiếng Việt đi. Tiếng Việt là các bạn vô một cái hàng chữ tiếng Việt, đúng không? Không dấu. Giờ các bạn điền dấu cho nó chắc gì đã đúng. Mình còn hiểu không đúng, nó lấy gì máy hiểu đúng. Đúng không? Nó khó lắm. Rồi nó phải phụ thuộc vào tình huống. Ví dụ cái tình huống này thì cái câu đó nó có nghĩa khác. Cô ví dụ cái câu kinh điển nhất là ông già đi nhanh quá. Các bạn phân tích giùm cô nó có nghĩa gì? Ông già đi nhanh quá. Ví dụ như trong tình huống là lâu quá cô mới gặp lại Khoa, cô là bạn của Khoa, cô nói ê ông già đi nhanh quá, có nghĩa là sao? Là ông già mất rồi không phải? Cô gặp Khoa mà. Cô gặp Khoa, tôi là bạn của Khoa, tôi hỏi ê Khoa sao dạo này ông già đi nhanh quá. Tức là ông già đang khỏe. Không, cô đang gặp Khoa mà. Ý là cái tuổi già. Ý là cô nói là Khoa già quá đó. Tại vì cô với Khoa đang là bạn với nhau mà.
đúng không? Dạ. Cô mới hỏi ê Khoa sao dạo này ông già đi nhanh quá, tức là hồi xưa ông còn trẻ mà sao giờ ông già nhanh vậy, đúng không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ông già đi nhanh quá có nghĩa là ông đang đi bộ nhanh quá, mình dí theo không kịp, ê ông già đằng kia sao ông đi nhanh dữ vậy, đúng không? Là ý thứ hai. Ý thứ ba là ông già ông chết, mới nó đang bình thường thì tự nhiên ông ra đi, ông chết đi, ông già ông đi nhanh quá. Các bạn thấy là nó xử lý ngôn ngữ tự nhiên nó bị cái là nhập nhằng trong cái ý nghĩa của ngôn ngữ, cho nên là nó bị tùy thuộc vào tình huống nữa cô ha. Đúng rồi, các bạn sẽ phải học các cái mô hình liên quan đến xử lý tình huống, nhưng mà hầu hết cô đã làm một số cái đề tài về xử lý ngôn ngữ tự nhiên đó, thì sau khi cô làm cái bước mô hình của nó thì khá là nhẹ so với mô hình của sự thị giác máy tính, nhưng mà cái phần dữ liệu đây nè nó rất là nhập nhằng lắm. Nếu mà các bạn làm, các bạn còn phải có sự hỗ trợ của một số chuyên gia về ngôn ngữ học nữa kìa, nhập nhằng về cái phần dữ liệu cho nên là chỗ này phải chuẩn bị chu đáo nè, thì chỗ này mới đảm bảo được đó. Rồi bạn nào có hỏi gì nữa không? Như cô vậy, nếu mà trong ngữ xử lý ngữ tự nhiên á cô, giả sử như trong một cái bài toán cụ thể là xây dựng chatbot, ví dụ như là mình sẽ khoanh vùng cái mục tiêu cụ thể thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng nhập nhằng dữ liệu đó không cô? Ví dụ như chẳng hạn bây giờ là em giả sử như em có một cái ý định là em xây dựng một cái hệ thống chatbot, một cái cơ quan để hỗ trợ người ta thực hiện các thủ tục hành chính, thì cái đó lúc đó mình sẽ xử lý những cái yêu cầu mà ta liên quan tới một cái vấn đề cụ thể, thì nó sẽ bớt nhập nhằng cái ý nghĩa trong cái quá trình xử lý ngôn ngữ. Nhập nhằng là tất nhiên vẫn có, chắc chắn là nhập nhằng rồi, tại vì với cái câu hỏi của người ta không có rõ ràng, nên là các bạn mà ví dụ máy hỏi máy thì ok, hoặc là những cái câu hỏi cụ thể, ví dụ như các bạn đang làm cái chatbot liên quan đến công nghệ thông tin đi, nhưng người ta hỏi các bạn là công nghệ thông tin có gì hay các bạn giới thiệu đi, thì các bạn sẽ nêu ra nội dung giới thiệu vân vân, ok ha. Nhưng khi cái thằng hỏi á, nó không có bình thường như máy hỏi, mà nó hỏi tao chẳng hiểu cái gì về công nghệ thông tin, mày nói giùm tao đi, ê cái này lạ quá, tùm lum đó, nó thêm tùm lum ý trong đó, thì các bạn làm sao đó? Các bạn sẽ, vấn đề là các bạn sẽ không phân biệt được cái câu đó hỏi cái gì. Tại vì thằng chat á, thằng chat hoặc thằng nói đi, thằng chat đi ha, thì các bạn thấy là nó sẽ ghi tùm lum cái câu hỏi của, thậm chí bạn nói chuyện với một cái bạn khác, bạn Khoa nói chuyện Duy đi. Duy nói mày thấy đời sống của tao vậy nè, gia đình tao vậy, con cháu nhà tao, bố mẹ tao vậy, em làm sao em rút ra được cái ý của bạn nói là gì, đúng không? Nó rất là khó ở chỗ là rút ra cái ý định của cái người nói nó, họ muốn hỏi cái gì, đúng không? Tại vì ta sẽ nói lòng vòng với người chat là người bình thường, mỗi người họ sẽ có cách để thể hiện cái ý định của họ khác nhau đó, cho nên là trong cái câu nói của nó thường là hỏi người mà hỏi kỹ, hỏi đúng mục tiêu mình trả lời ok, nhưng mà cái người mà nó hỏi tùm lum á, thì các bạn sẽ phải tốn công để rút ra cái ý định của người đó nữa đó, nó khó đó, khó chỗ đó. Cái thứ hai khó nữa là ngôn ngữ của nó tùm lum, cái thằng tin nó viết khác, còn mình nó viết khác, máy nó viết khác. Cái thằng tin nó ghi vợ chồng gì, nó ghi là CK rồi máy hiểu sao, đúng không? Mà phải bỏ công sức xử lý cái phần tin code đó đó. Rất là nhiều các cái vấn đề các bạn sẽ phải xử lý trong ngôn ngữ tự nhiên. Rồi còn hỏi gì nữa không? Còn bài toán nào thắc mắc không? Tại vì là các bạn nên thắc mắc là vì là các bạn thạc sĩ nên là phải làm đề tài, nên là sớm muộn gì cũng phải nghĩ ra cái hướng nào đó để làm, đúng không? Có cái hướng định hướng gì chưa thì mình cũng nên chuẩn bị sẵn trong những cái môn học như thế này. Tuy nhiên là các bạn cứ làm chatbot đi, tại vì là cô cũng cho các bạn sinh viên học máy tính ở trường công nghiệp đang làm cái chatbot liên quan đến định hướng qua công nghệ thông tin đó, tại vì nhiều sinh viên họ vào nhưng mà không biết lựa chọn cái chuyên ngành nào cho phù hợp, thì các bạn ấy hỏi giáo viên cũng khó, đúng không? Thì mình sẽ làm cái chatbot để
để cho các bạn có cái để hỏi. Đại khái vậy. À, còn câu hỏi nào nữa không? Dạ chắc hết rồi. Đấy rồi hả? Rồi giờ mình vô cái phần kiến thức ha. À, các bạn biết về loss function không? Hàm mất mát. Hàm mất mát. À, các bạn có học về toán tối ưu không ha? Hàm mất mát là gì biết không? Chắc khó ha. À, ví dụ các bạn đưa vào một cái lượng dữ liệu, các bạn đưa ra một cái công thức chung, đưa ra cái mô hình đó, tức là dự đoán là dự định là mình sẽ xây dựng một, mình có một cái mớ dữ liệu ban đầu, mình đưa ra một cái công thức chung cho nó, công thức chung gọi là mô hình đó, công thức chung, thì các bạn sẽ có một cái để đánh giá xem cái mô hình đó có tốt hay không, tốt hay không, thì nó sẽ, người ta sẽ đưa ra cái khái niệm gọi là loss function. Cái gì để đánh giá cái mô hình của mình là tốt hay xấu? À, thì cái hàm mất mát này nó cho phép các bạn đánh giá xem là nó tốt như thế nào, xấu như thế nào. Thì các bạn thấy là cái loss function này là nó giúp các bạn đánh giá. À, nếu như các bạn làm cái bài toán mà liên quan tới AI á, thì thường là không có cái mô hình nào mà chính xác 100%, tức là nó không phải là giải bài toán A cộng 1 bằng 2, mà mình đang cố gắng là tìm ra bài toán tốt ở một cái vùng nào đó thôi, chứ không tốt nhất được, nó tốt nhất là không có. Trong bài toán AI là không có gì tốt nhất hết, là tốt vừa vừa thôi, tốt trong cái điều kiện cho phép thôi. Vậy thì mình làm sao? Mình mới xây dựng cái hàm loss function này nè, dùng để mình đánh giá cái mô hình của mình tốt cỡ nào. Thì các bạn có đánh giá nó dựa trên một cái gọi là cái sai số, thì loss function này nó rơi vào một cái giá trị trong cái sai số cho phép là ổn rồi, người ta gọi là tối ưu trong cái cục bộ đó, trong tốt trong một cái vùng nào đó thôi là được rồi. À, thì ở đây các bạn muốn hàm của mình tốt đó, thì mình sẽ cố gắng giảm cái sai số này xuống giá trị thấp nhất cho phép. À, như vậy cái bài toán của mình là từ dữ liệu. À, sau đó các bạn xây dựng mô hình và cố gắng đưa cái mô hình đó về cái mô hình tốt trong điều kiện cho phép. À, bằng cách giảm, tức là tối ưu cái hàm loss function này. Được chưa? Tối ưu cái loss function này. Đó là ý nghĩa của cái hàm dùng để đánh giá cái độ tốt của mô hình. Đó. Ví dụ như cái hình bên phải nè. À, các bạn thấy ha, các cái cục màu xanh dương á là dữ liệu ban đầu, đúng không? À, mình muốn xây dựng một cái công thức chung, tức là cái quy luật cho cái dữ liệu màu xanh dương của mình, xây dựng cái quy luật cho nó, đúng không? Thì các bạn chưa giỏi về mô hình, các bạn vẽ một cái đường thẳng trung bình đi qua nó đi, đúng không? Trung bình đi qua cái đống dữ liệu màu xanh dương này, vẽ cái đường màu xanh này, xanh lá cây này đó. Thì cái đường này đã tốt chưa? Theo các bạn là tốt chưa? Dạ chưa. Tại sao chưa? Sao biết nó chưa tốt? Cái điểm mà thực tế với cái điểm dữ liệu cho trước thì nó lệch nhiều. Bạn thấy chênh lệch quá lớn, cái nó chênh lệch quá lớn. Ví dụ như là ứng với cái giá trị ở đây nè, ví dụ đây là x, đây là y đi ha, thì x ở cái vị trí là khoảng 2 đi, 2,4 đi, thì y thực á, là có 1,7 thôi, nhưng mà cái y mà mình dự đoán mà tính được nó tới 2,7 là như vậy, cái chênh lệch so với giá trị thực tế và giá trị mà mình sử dụng bằng mô hình để mình tính á, thì nó chênh lệch quá lớn, đúng không? Tương tự như ở đây cũng vậy, cái khoảng cách này thì mình sẽ đánh giá, mình sẽ lấy cái hàm loss function là mình cộng mấy cái khoảng cách này lại đi, thì mình thấy là cái hàm mất mát ở đây quá lớn, đúng không? Vậy thì làm sao để cái mô hình của mình được đánh giá là tốt? Làm sao để mô hình được đánh giá là tốt? Dạ
à, mình sẽ vẽ cái đường khác, đúng không? Cái đường này không tốt mình vẽ đường khác. Sau đó mình lại xây dựng một cái hàm loss function mới bằng cách là tính tổng khoảng cách cái thằng này lại, đúng không? Mà nếu mà nó bé hơn cái thằng loss function lúc nãy thì cái đường mới của mình tốt hơn, đúng không? Như vậy mình cũng sẽ vẽ những cái đường khác cho đến khi nào mà cái hàm loss function của mình nó bé dần, nó bé dần thì có nghĩa là cái mô hình của mình đang tốt dần, đang tốt dần. Hiểu cái khái niệm loss function không? Hàm mismatch tức là cố gắng tìm những cái chênh lệch so với giá trị thực và giá trị tính được từ mô hình, các cái chênh lệch ha, các cái chênh lệch này, và tổng các cái chênh lệch đó càng bé thì càng tốt, đúng không? Thì mô hình của mình càng tốt thì cái tổng cái chênh lệch đó được gọi là hàm loss function ha. Và mình đang tìm cách tối ưu nó. Nói thì dễ, dụ bài toán của mình đang là bài toán cái đường thẳng thì các bạn sẽ thấy dễ, nhưng khi cái bài toán của mình sang cái đường cong rồi nè ha, thì lúc đó các bạn tính các cái hàm loss function nó phụ thuộc vào các cái biến, cái này x x của các bạn đây là có một giá trị thôi, vài bữa x vector á, ma trận á, thì nó còn kinh dị nữa. Do đó để tối ưu hàm loss function nó, sau này các bạn phải có công thức để tính ha. Nếu mà học toán tối ưu là ngồi chứng minh tính đạo hàm điên luôn á ha. Tuy nhiên là với trình độ toán của mình thì mình không làm mấy đó, mình gọi xài thôi. Rồi đây nói kỹ hơn lại cái lúc nãy nè. Cái đây là cái mô hình nè, mô hình của mình đây. Dù như mình chưa có nhiều kiến thức về mô hình thì mình tạm thời học cái kiến thức về đường thẳng, đúng không? Mô hình của mình là một cái hàm f theo x, theo x ha. Với x là đầu vào và y là đầu ra tính được từ mô hình. Còn cái y1 này là đầu là giá trị thực tế. Còn y này là tính được theo cái mô hình xây dựng là y bằng fx nè, đúng không? Ha. Vậy thì muốn tìm được cái loss function thì các bạn đang cố gắng tìm khoảng cách từ giá trị thực đến cái giá trị tính được từ mô hình, đúng không? Thì các bạn sẽ lấy cái x, bạn sẽ lấy cái x ha, ví dụ đây x1. Các bạn thế vô cái đường thẳng này thì các bạn thu được tại vị trí này là y dự đoán, đúng không? Còn y thực nó nằm trên đây, y thực nó nằm trên đây thì chỉ cần lấy cái y thực trừ đi y dự đoán là ra khoảng cách, đúng không? Và để tránh các trường hợp âm dương, đây là âm nè, còn đây dương nè, hai cái trừ nhau thằng âm thằng dương, đúng không? Thì mình sẽ lấy bình phương của nó, đúng không? Rồi sau đó mình lấy tổng tất cả lại. Mục tiêu của mình là tính cái gì các bạn? Tính tổng các cái chênh lệch nè, đúng không? Thì nó có cái công thức là tổng chênh lệch này nó lấy bình phương để giảm cái cứng vấn đề là âm dương đó, hoặc là có thể những cái công thức khác, nhưng mà ý tưởng của nó là lấy tổng các cái chênh lệch ha. Đó. Thì công thức này là cái hàm loss function mà các bạn hay gặp nhất để sau này dùng để đánh giá cái độ tốt xấu của mô hình ha. Em chưa nghe kịp cái chỗ mà y mũ á cô, nó là được tính như thế nào vậy cô? Y mũ là ví dụ y mũ y hai đi, y mũ hai đi ha, là các bạn lấy x, ví dụ x chiếu xuống đây là x hai nha, chỗ này là x hai ha, tại vì mình học online nó có cái bảng, cô hơi khó biết cái chỗ này nè, các bạn thấy cái mũi tên con chuột của cô không? À chỗ này là x hai, x hai, cô mới lấy x hai, cô thế vô chỗ này, dĩ nhiên là ở cái đường này phải có a và b là giá trị cụ thể, ví dụ 3 với 5 đi ha, tuy nhiên là a b giá trị cụ thể mới có cái đường này chứ. Thì các bạn sẽ thế cái x2 vào chỗ này, x2 vào đây thì các bạn tính ra được cái y2 mũ là cái này, y2 mũ là chỗ này nè, cái chỗ mũi tên chỉ vô y2 mũ là được tính từ công thức này. Còn y2 không mũ là cái gì các bạn? Y2 mà cái cục xanh xanh này là gì? Y2 là gì nè? Là giá trị thực tế à? À đúng rồi, giá trị mà các bạn có cái bộ dữ liệu ban đầu, tức là các bạn ở ngoài các bạn xây dựng một cái bộ dữ liệu training á, là có là với x2 ở đây, x2 ở đây thì tôi có cái y2 là ở đây. Nhưng sau khi tôi xây dựng cái mô đồ là cái đường thẳng này nè thì tôi thấy x2 vô ở đây, tôi thu được y mũ 2 ở đây. Được chưa?
đó là y mũ 2 là cái gì, y 2 là gì biết rồi đúng không? Như vậy các bạn muốn tìm cái độ chênh lệch thì các bạn lấy y 2 trừ cho y 2 mũ đúng không? Độ chênh lệch. Vậy thì ứng với mỗi x mà các bạn nhận được từ bộ dữ liệu ban đầu, bộ dữ liệu của ban đầu có x 1 cho tới xn đúng không? Vậy thì công thức này nó sẽ chạy từ 1 cho tới n, tức là giữ dữ liệu bao nhiêu tập dữ liệu có bao nhiêu giá trị thì cái loss function mình cũng phải cộng hết tất cả các cái độ chênh lệch của tất cả các giá trị đó đúng không? Như vậy các bạn sẽ có là từ x1 tới xn thì nó sẽ có n cái khoảng chênh lệch này nè, cứ thế x vô cái chỗ này mình được cái y mũ, sau đó lấy y mũ trừ cho y, hoặc là y trừ cho y mũ gì đó cũng được, rồi bình phương lên thì không còn âm dương nữa, cộng lại hết thì mình ra được cái hàm loss function này. Và hiểu ý nghĩa không? Hiểu không? Vậy thì cái hàm này giúp đánh giá cái độ tốt của mô hình mà. Thì cái đường này liệu tốt chưa? Các bạn muốn tìm cái đường tốt nhất khi nào? Đường nào là tốt nhất? Này giờ cô không biết chuyện gì xảy ra, cô có thể vẽ hàng trăm đường ở đây đúng không? Đường thẳng nha, đang nói đường thẳng. Cô vẽ đường dày, cô vẽ đường dày, đường dày, đường dày. Vậy đường nào tốt nhất? Đường có cái MSI đó nhỏ nhất. Đúng rồi. Đó là ý tưởng đầu tiên về xây dựng cho các bạn cái tư tưởng đầu tiên về bài toán gọi là deep learning hay bài toán machine learning đó, tức là cố làm sao để loss function nhỏ nhất đúng không, làm loss function nhỏ nhất thì mô hình nó tốt nhất. Vậy bây giờ cái bài toán này nè, nãy giờ mình thế số thì mình dễ đúng không, bài toán của cô là tìm đường tốt nhất. Muốn tìm đường tốt nhất các bạn phải tìm cái gì? Nhìn lên đây là nhìn lên cái hình này nè. Cái gì là quyết định cái việc các bạn vẽ ngang, vẽ dọc, vẽ chéo nè? Ai quyết định? A với B với ai nữa? Nhìn cái đường thẳng nè, đầu tiên nhìn đường thẳng trước nha. Thì cái A với B là quyết định các bạn vẽ cái đường hình gì đúng không? Đường này hay đường này gì nữa? Thì đối tượng các bạn đang cần tìm là A với B chứ gì nữa, đúng không? A bằng mấy, B bằng mấy thì là cái đường nó tốt nhất, đúng không? Vậy giờ mình có mấy biến để tìm? Cái gì biết rồi, cái gì chưa biết? Nói không nghe, cái gì biết rồi, cái gì chưa biết? Dạ, ít gì biết rồi. A, B chưa biết. A, B chưa biết, đúng rồi đó. X và Y biết rồi, A, B chưa biết. Vậy thì A, bây giờ mình đang cần là mình cần tìm AB để mình ra được cái đường đẹp nhất chứ gì nữa. Đúng không? Vậy thì coi A với B là biến. A và B là biến. Thì mình cứ thế như vậy nè. X và Y biết rồi. Y mũ biết chưa? Y mũ biết không? Y mũ mình không biết tại vì mình chưa có trọng số AB. Mình chưa có AB làm sao mình biết Y mũ được. Như vậy Y mũ sẽ viết lại bằng công thức là A cộng với lại B nhân với X tương ứng với X biết rồi. Đúng không? Y mũ viết là A nè. Chỗ này chữ Y mũ này nè. Cô viết lại là thành là A cộng với B nhân với X. Trong khi X cô biết là các cái giá trị này cô biết nè. Giá trị X1, X2, XN là cô biết. Y cũng vậy. Y1, Y2, YN là cô biết. Vậy câu hỏi nè. Hàm loss function bây giờ trở thành một cái hàm phụ thuộc vào biến nào? Hàm loss function này của mình nè, hàm gồm mấy biến và gồm và phụ thuộc vào biến nào? Phụ thuộc vào biến y mũ. Y mũ bây giờ thế bằng công thức này mà, y mũ đây nè, y mũ của mình nè, y mũ của mình là A cộng với B nhân với x. X biết chưa? Biết. Y mũ 1, cô thế y mũ 1, chỗ cái công thức, nhìn cái công thức loss function nha. N cô biết, y cô biết, ví dụ y bằng 1 đi thì y lớn 1 cô biết không? Biết. X lớn x 1 cô biết không? Biết. Cô thấy x 1 vào đây cô tìm được y mũ 1 có không? Y mũ 1 bằng A cộng với B nhân với x 1. X 1 biết không? Y 1 biết. Vậy thì cái gì không biết? Cái AB. AB không biết. Vậy thì hàm loss function của mình bây giờ biến thành cái hàm phụ thuộc vào hai biến, đó là A và
B, đúng không? Có cái hàm của mình bây giờ có A và B, và có cái màn là bình phương gì tùm lum hết, đúng không? Như vậy các bạn thấy là có một cái hàm có hai biến A và B, có bình phương. Bây giờ mục tiêu của mình là tìm cái đường tốt nhất, có nghĩa là mình làm sao để hàm tối ưu đạt giá trị gì nhỏ nhất đó, mà hàm tối ưu của mình đang phụ thuộc vào hai biến A và B. Vậy thì muốn cái hàm mà muốn tìm A, B để cái hàm đó đạt giá trị nhỏ nhất là bài toán gì? Muốn tìm giá trị của cái biến mà để cho cái hàm đó đạt giá trị nhỏ nhất. Là bài toán gì? Hồi xưa mình có học tìm lim đúng không? À, tìm min đó, bài toán tìm min đó. Tìm min của cái hàm hàm tối ưu rồi nè. Đó, tức là tìm AB đúng không? Để cho cái hàm này min. Đó, tức là vậy bài toán của mình là AB đó, tìm AB để hàm này min. Đó. Thì giờ mình có hai biến, nó khá là phức tạp. Bây giờ mình sẽ thử một biến trước đi. Cô có cái hàm fx, tìm x để fx min. Các bạn làm sao? Hồi xưa có học thi tốt nghiệp cấp 3 không? Đúng không? Vậy giờ làm sao để nhỏ nhất? Đúng rồi, quay lại bài toán đó. Thì các bạn sẽ quay lại bài toán là các bạn phải lấy cái gì nè? Tìm x để fx mẹ bé nhất. Rồi toán gì bước tiêu mới thi tốt nghiệp xong. Mình thế vô. À mình lấy cái gì, mình tính gì, mình tính gì để mình biết cho bé. Mình lấy mình thấy giá trị x. Sao mình biết x là mấy, mình đang tìm x để fx bé nhất mà. Đạo hàm. À, tính đạo hàm đúng rồi, mừng quá nhớ rồi. Là mình có màn vẽ vậy nè, nhớ không? Vẽ tính đạo hàm khi nào thì hàm nó đang nói hàm lồi thôi nha, đừng nói nhiều kiến thức quán quá là các bạn rối. Hàm nói hàm lồi nè. À, đạo hàm bằng mấy thì fx bé nhất. Quên hết rồi. Tính đạo hàm tính đạo không. Không, đúng rồi, sẽ có cái bài toán. Với trên slide cô có không? Để cô kiếm cái đoạn đó. Không có nè. Cái slide sau sẽ có. Tức là mình đang cố là mình sẽ giải cái bài toán là tính đạo hàm đó ha. Đạo hàm bằng không thì tại cái điểm bằng không đó là x là làm cho hàm nó bé nhất chứ gì nữa, đúng không? Nhớ là gì nữa thì cái tốt nhất là các bạn là tính được cái x khi fx bằng không, nhưng mà thường á f phẩy x bằng không, tức là đạo hàm bằng không, nhưng mà thường á thì cái đó là cái các bạn học hồi cấp 3 thôi, chứ cuộc đời nó không có may mắn là các bạn có thể tính được cái bằng không đó, mà các bạn đang cố gắng đưa đến cái việc là tiến nó về không. Nó tiến nó về không là vui rồi, gần với không là vui rồi. Đó thì đó mới là cái bài toán ở thực tế. Còn mà tính được cái đạo hàm bằng không là chỉ khi cái bài toán nhỏ hoặc là những cái bài toán đơn giản ha, mình tính được. Rồi giờ là hiểu cái ý tưởng của việc xây dựng mô hình chưa? Được không? Cái này thấy hiểu sơ sơ không? Tức là mình cố gắng tìm cái đường tốt nhất. Tìm cái đường tốt nhất, nhắc lại ý tưởng ha. Tìm cái đường tốt nhất, tất nhiên là cái đường này hồi đầu học đang đẹp là cái đường thẳng thôi. Vài bữa mình sẽ là có một cái fx cực kỳ phức tạp, cực kỳ nhiều biến, không phải là một biến nữa, nhưng mà đại khái là x của mình á, ví dụ ở đây có ab, mình gọi x là một cái vector đi, được không? Gồm có hai giá trị là ab, được không? Thì sau này x nó đóng vai trò là gồm là một cái ma trận hay một cái vector hay gì đó phức tạp hơn, thì cái công thức chính của các bạn là cố gắng làm tối ưu cái hàm loss function, cái hàm có dạng này, được chưa? Nó sẽ có nhiều dạng khác, nhưng đại khái ý tưởng của nó là cố gắng tìm cái sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị tính ra được từ mô hình. Vậy mô hình càng tốt có nghĩa là cái hàm này càng tiến về giá trị tốt nhất, tối ưu nhất, hàm cái hàm loss function mình tiến về giá trị nhỏ nhất, đúng không? Đó, thì nó càng nhỏ thì nó càng tốt. Như vậy là mục tiêu của mình là xây dựng mô hình bằng cách là tối ưu hàm loss function. Đó, khó chưa? Nó là hiểu ý tưởng bài toán không? Sẽ làm gì không? Thì
hiểu ha, và tương lai sẽ làm vậy đó. Tuy nhiên là nó sang deep learning á, thì cái chỗ này nè, cái chỗ mà a cộng b x này nó như một đám rừng vậy, nó vẽ chằng chịt lắm, nó sẽ là một cái mạng gọi là mạng neuron á, nó rất phức tạp. Và cái a và b này gọi là parameter, tức gọi là tham số. Thì ở đây các bạn có hai nha. À, bình thường là lúc nãy thấy một thôi là đã thấy kinh dị rồi, hai là đã thấy khó rồi. Thì mạng neuron nó có tới khoảng 60 hay 70 ngàn cái biến gì đó, cái tham số gì đó, ít không? Rất ít đúng không? Và sẽ tối ưu hàm log với cái số lượng tham số ở đây thấy 2AB đúng không? Thì cái deep learning nó khoảng 60-70 ngàn cái tham số gì vậy đó. Và mình tìm cái 60-70 ngàn cái giá trị đó để cái mạng của mình nó tối ưu nhất. Đó. Được không? Tương lai là vậy đó. Đó. Rồi, vậy là mường tượng ra bài toán chưa? Rồi ha. Bắt đầu sẽ đưa thêm một số cái hàm loss function khác, cũng là cái tìm cái khoảng cách giữa giá trị thực, là giá trị thực nè, và cái giá trị của cái mô hình mình tính được, là những cái điểm là trên đường thẳng này hoặc trên đường cong này đó. Rồi ứng với mỗi cái x thì các bạn tìm ra cái độ chênh lệch đúng không ha? Thì cái đó là công thức loss function. Thì có thể là bình phương, có thể là lấy căn, có thể lấy giá trị tuyệt đối, nhưng mà ý chung của nó đều là tính cái tổng khoảng cách đó hết, được không ha? Rồi đến đây là hiểu cái ý tưởng loss function ha. Tương lai mình sẽ suốt ngày mình tính cái hàm này đây. Rồi nó có cái khái niệm liên quan đến mô hình là cái overfitting và underfitting. Có bạn nào biết về này không? Bạn nào nghe? Chính là đánh giá quá thấp hay sao? Underfit đó hả? Underfit là nó đánh giá tệ quá, không đúng. Là nhìn nè, cái màu đáng ra mình có hai lớp phân loại ra, cái lớp đánh dấu x và một lớp đánh dấu tròn đúng không? Để ra mình phải chia, mình phải kiếm một cái mô hình chia cái không gian này nó thiệt là phù hợp, chứ chia vậy là thấy chiều bậy rồi đúng không? Như vậy underfit là cái tệ nhất, nó là quá nhiều cái sai không hợp lý. Vậy thì overfit có tốt không? Nó quá phức tạp. Nó quá tốt, một thằng thì quá tệ, một thằng thì quá tốt. Quá tốt thì chuyện gì xảy ra? Tốt quá không được hả? Xấu thì không nói làm gì rồi, nhưng tốt quá không được hả? Tốt quá bị chuyện gì? À, nhìn đi cái bên này nè, đây overfit, đây underfit, thì underfit thì tệ quá rồi đúng không? Nhưng overfit tốt vậy cũng không chịu. Tại sao? Tại quá tốt sao tốt quá không chịu? Đại khái là các bạn sẽ thấy là trong một cái lượng dữ liệu này thì nó tốt quá, ok. Nhưng bây giờ với cái đường này người ta sẽ có những cái dữ liệu khác nữa, do là cái lượng dữ liệu mình nó thay đổi, nó biến thiên, nó liên tục tục đúng không? Mà nếu mà các bạn chỉ sử dụng cái mô hình nó tốt quá với cái số lượng dữ liệu ít ban đầu á, thì khi mà thêm một cái dữ liệu mới vào là nó không đúng nữa, sai, do nó quá giống với cái dữ liệu trước đó. Như vậy mình phải cố gắng làm sao xây dựng được cái đường chung nhất để khi mà cái lượng dữ liệu mới vào nó vẫn thỏa được cái điều kiện đó kìa. Chứ mà xây dựng quá giống với cái dữ liệu ít ban đầu thì có bổ sung lên dữ liệu mới là nó sai ngay, đúng không? Giống như các bạn fit là các bạn nhận ra con chó là nó chỉ có là có cái đuôi dài là mỏ nhọn hay gì đó thôi, thì đem một cái con chó mà mỏ hơi ngắn ngắn chút là không chịu, sai, đúng không? Vì nó quá giống với lại cái đối tượng ban đầu, dữ liệu ban đầu ha. Thì cái đúng nhất là các bạn phải xây dựng được cái mô hình mang cái đặc tính chung nhất ha, những cái đặc trưng chung nhất cho cái dữ liệu của mình thì mới chính xác ha. Thì còn hai này là bao sai đó, đúng không? Quá tốt cũng không được, mà tệ quá thì cũng không được.
Rồi đến đây là xong cái phần khái niệm bài toán đưa ra nè, các cái khái niệm cho một cái bài toán AI giải quyết là sao. Đó, xong rồi đó. Rồi qua phần 2. Phần 2 là mình sẽ đi vào thuật toán cụ thể. Phần đầu các bạn có thắc mắc gì không? Hiểu được cái bài toán AI chưa? Hiểu ha. Cần làm cái gì biết rồi đúng không? Cần chuẩn bị cái gì nè, dữ liệu là cái gì nè, rồi chuẩn bị sẽ xây dựng mô hình và cố gắng đưa cái mô hình đó về tốt nhất bằng cách tối ưu hàm loss function. Hiểu được dần đó là vui rồi đó. Đúng không? Vậy thì cái ở giữa, cái mà y bằng a cộng bx á, các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ học cái phương pháp để xây dựng cái hàm fx đó, tức là y viết tắt là fx ha, nó càng phức tạp như thế nào đó để cái mô hình của mình chính xác. Thì một trong những cái phương pháp, một trong những cái thuật toán mà hot hiện nay đó là neural network ha. Bạn sẽ học cái phần này. Thực ra là cô cố gắng dạy thiệt là kỹ cho các bạn cái phần này. Còn cái phần toán thì các bạn tìm hiểu thêm ha. Chứ không thể nào mà dạy hết cái phần toán mà vì cái phần mà để mà chứng minh cái loss function mà nó tốt nhất là các bạn phải liên quan đến bài toán tối ưu. Nó có nguyên cái bộ gọi là toán tối ưu. Đó, rất là phức tạp ha. Những bạn còn lại có ý kiến gì không? Dạ không đâu cô. Trường Duy Trí, Trí hay Trí bạn? Ý trường, mình cũng không biết là tuổi của các bạn như thế nào, đại khái cứ xứng cô với các bạn đi ha. Chứ còn là tuổi chắc không biết nhiêu tuổi đâu. Các bạn cứ hỏi trong quá trình học, tức là liên quan đến cái ý tưởng các bạn làm đề tài á, thì nếu mà có cái vấn đề gì có thể giúp được các bạn thì mình sẽ tư vấn ha, để các bạn có thể làm đề tài, chọn cái hướng làm đề tài luôn. Thì dạ cô, email và số điện thoại của cô ạ. Số điện thoại 0933 341 015. Rồi, cảm ơn cô. Có cái slide mà cô dạy, cô có gửi lên cái LMS đó cô, cho tụi em xin. Cô gửi luôn group đi cho nhanh, các bạn có thể add Zalo hay gì đó, cô gửi cho nhanh khỏi LMS mất công. Dạ. Các bạn có thể add Zalo đồ ha, cho nó nhanh. Rồi, ủa nhưng mà trước môn này các bạn đã học những môn nào rồi ha? Môn trí tuệ nhân tạo học rồi đúng không? Dạ mới đang học thôi. Dữ liệu lớn học chưa? Dạ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo với xử lý ảnh với an toàn của mặt thông tin là tụi em cũng đang học song song với môn cô luôn đó cô. Vậy là được rồi, với cái lượng kiến thức đó là các bạn có thể làm một cái đề tài về hai cái hướng đó là xử lý ảnh với lại xử lý ngôn ngữ tự nhiên ha. Làm dần đi. Ủa khi nào thì mình học, đến khi nào thì mình sẽ làm cái đề tài chính thức ha? Còn bao lâu nữa các bạn, còn bao lâu nữa? Hình như là xong một học kỳ này, xong tụi em còn khoảng một học kỳ nữa, xong học kỳ nữa mới đủ chỉ á cô.
mới làm đề tài hay là làm song song trong thời gian học luôn? Dạ, đề tài thì bây giờ tụi em cũng chưa đăng ký, tại vì cũng chưa nghe đồng tỉnh gì hết cơ, cho nên là chưa. Mình học khoảng mấy năm ha? Dạ, 2 năm. Là tính cả đề tài luôn á hả? Hay là sao? Dạ, em tính là chương trình học là gần 4 học kỳ, dạ, là mới bắt đầu học kỳ 3. Ôi, giờ là bắt đầu học kỳ 3 rồi. Hiện tại là học kỳ 2, nhưng mà học kỳ hè thì tụi em học có khoảng có cũng ít môn, cho nên là bị dịch nghỉ cơ, cho nên là chắc thay trễ. Không, nhưng thực ra là mình cứ làm đề tài dần đi, rồi mình tốt nghiệp sớm, chứ có nhiều học viên là mấy cái đề tài làm chậm quá, nên là kéo mấy năm lận ha, rất là cực. Ví dụ mình đang học cái này là mình học mấy môn nó liên quan với nhau như vậy nè, thì mình làm luôn cái đề tài đó, mình nhìn cho cái hướng mình làm nhanh gọn luôn, nhưng mà kéo càng lâu là càng không biết gì để làm ấy, nó mất kiến thức. Cô tụi em cũng thành công được cái đề tài, tại trước đây lúc mà học một số môn cơ bản thì tụi em cũng chưa có thành dụng được một số cái vấn đề có thể thực hiện đề tài, nên tụi em cũng hy vọng qua năm này thì tụi em có hướng để làm đề tài. Đầu tiên là mình phải coi mình giỏi cái mấy cái khoản nào đó, chứ mình giỏi cái lĩnh vực nào. Mình định hướng cái lĩnh vực trước đã. Ví dụ như là mình giỏi là mình học xong môn xử lý ảnh, mình thấy mình giỏi xử lý ảnh không? Ví dụ vậy. Rồi mình làm bên tài chính, mình có giỏi về kiến thức về tài chính ngân hàng không? Hoặc là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ các cái bài toán về thương mại điện tử đồ, mình có giỏi không, mình thích cái lĩnh vực nào đó, mình định hướng cái lĩnh vực trước, rồi sau đó là mình các cái bài toán nhỏ nhỏ này mình phát triển lên thành bài toán lớn, đúng không? Nó lại khá vậy ha. Giờ qua mạng neuron ha. Cái này học mà hơi mệt đó. Có bạn nào nghe cái này chưa? Mạng neuron. Dạ có. Có học dạ, một cái nhân tạo chưa? Dạ em nghe chưa rõ câu hỏi. Môn trí tuệ nhân tạo đã học cái này chưa ta? Trí tuệ nhân tạo mới học đó còn chưa. Học trí tuệ nhân tạo đang cao mới học mới bắt đầu học. Học trí tuệ nhân tạo thì chưa học này. Thì cái môn mà trí tuệ nhân tạo nâng cao đó, thì cái mạng neuron sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn về cái nguyên tắc hoạt động. Ở đây cô sẽ cố gắng dành nửa buổi là xong phần này rồi, vì do đó các bạn muốn mà hiểu sâu hơn á thì các bạn học thêm môn trí tuệ nhân tạo nâng cao ha, để hiểu hơn về cái nguyên tắc hoạt động của nó. Còn ở đây mình cố gắng là đi qua cái phần này để bữa sau mình đi vào sâu hơn của neural network là deep learning á, đúng không? Đó thì các bạn nói một số cái khái niệm tại sự ra đời này kia ha, thì dĩ nhiên là nó ứng dụng dựa trên cái thuật toán của mạng neuron thần kinh ha. Thì ở đây các bạn chỉ cần hiểu cho cô là nó ý nghĩa như vậy nè. Tuy nhiên mạng neuron thần kinh thì nó sẽ có những cái khu vực xử lý ha, dữ liệu của thằng này đưa qua một cái trung tâm xử lý nhỏ, những cái cục này người ta gọi là cục neuron thần kinh ha. Sau đó nó sẽ gửi ra cái tín hiệu đã được xử lý là cái đầu ra ngoài này nè, đó là đầu ra đây, tức là đầu vào sẽ gồm một số cái tín hiệu từ cái đầu ra khác đưa qua cái neuron thần kinh để xử lý và đưa ra cái dấu giá trị đầu ra. Rồi cái tín hiệu đầu ra này lại là đầu vào của một cái neuron thần kinh mới, đúng không? Rồi sau đó xử lý, rồi lại là đưa ra cái đầu ra mới, lại là đầu vào của thằng tiếp theo. Cứ như vậy thì gọi là cái mạng neuron thần kinh. Thì cái cấu tạo của mạng neuron thần kinh đó nó là cái tiền đề để xây dựng mạng neuron nhân tạo ha. Mạng neuron nhân tạo thì nó cũng sẽ xây dựng là có đầu vào, một số đầu vào xử lý cho ra đầu ra, rồi đầu ra lại là đầu vào của một cái xử lý nào đó,
lại là đầu ra của cái đó rồi lại đưa vào đầu vào, cứ như vậy ha, tí nữa mình sẽ nói rõ. Thì các bạn sẽ học cái neuron thần kinh trên các bài toán supervised, unsupervised đều có hết ha. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Nó có cái dạng như vậy nè. Các bạn sẽ thấy là đầu vào có thể một hoặc nhiều. Có thể một hoặc nhiều. Ví dụ đây các bạn thấy đầu vào là có chấm chấm, có thể N cái đầu vào. Dạng như lúc nãy là các bạn có một giá trị x thôi, nhưng mà sau này các bạn thấy cái đầu vào của nó là một cái vector x. Chẳng hạn như các bạn đưa một tấm ảnh vào, tấm ảnh xám đi, 1 × 2828 đi, thì có bao nhiêu giá trị đầu vào? 2828 × 2828 × 1 thì có bao nhiêu giá trị đầu vào của một bức ảnh? Mỗi cái pixel là một giá trị, đúng không? Đó là cái giá trị số. Như vậy tổng cộng có bao nhiêu cái pixel? Và nó là có một cái ma trận, đúng không? 28 × 28 × 1. Như vậy mỗi cái điểm ảnh là một giá trị số chứ gì nữa, đúng không? Vậy thì có bao nhiêu điểm ảnh? 28 × 28. 28 × 28 cái điểm ảnh là khoảng 784 cái điểm ảnh. Như vậy đầu vào của một bức ảnh là có 784 giá trị. Đó là mới có 28 × 28 × 1. Rồi các bạn còn có những cái ảnh màu, đúng không? Có 3 kênh, đúng không? 3 kênh màu nữa, đúng không? Rồi 2828 mà nó bé xíu vài bữa là 512 chẳng hạn, đúng không? Đó, thì các bạn thấy đầu vào của nó thường là một cái vector rất là giá trị rất là lớn. Đó là một tấm ảnh thôi. Vài bữa mình có 50.000 tấm ảnh thì sao? Thì có phải cái đầu vào của mình vô cùng nhiều không? Rất nhiều ha. Thì mạng neuron của các bạn ở đây, các cái đầu vào là các cái giá trị đầu vào này. Đó, nó rất là nhiều, có thể một hoặc nhiều, đúng không? Vậy thì nó ứng dụng cái thuật toán mạng neuron thần kinh chỗ nào là như vậy. Nó sẽ, các cái đầu vào này sẽ đưa vào các cái cục. Hai cục này khác nhau này, đầu vào nha. Còn ở đây cục này gọi là cục xử lý. Cục xử lý thông tin. Giống như cục trên này nè. Đây cái cục bự bự này nè. Đó, cái kia các cái sợi dây này là đầu vào nha. Còn cái cục bự này gọi là cục neuron thần kinh. Cái neuron, nó trong mạng neuron nó cũng gọi là các cái neuron, nhưng mà neuron này gọi là neuron nhân tạo. Neuron nhân tạo do mình tạo ra. Thì các cái cục neuron nhân tạo này sẽ xử lý các cái thông tin của đầu vào. Chẳng hạn cái cục đầu tiên, đầu vào của nó bao gồm bao nhiêu giá trị? Đầu vào bao nhiêu giá trị? Cục đầu tiên nè, cục này nè. Đầu vào nó bao nhiêu cái? Đầu vào của nó là tất cả. Các bạn thấy cái đường mũi tên nó vẽ đây không? Là tất cả các cái giá trị đầu vào. Đó. Có khi các bạn neuron nó chỉ đầu vào, nó chỉ vài cái thôi, nhưng có khi là tất cả các đầu vào luôn, là vào cục thứ nhất, tương tự cục thứ hai cho tới cục này. Thì các bạn thấy là đầu vào là tất cả. Ví dụ như cái mũi tên này, mũi tên mà nó nhận vào là nó được nối từ tất cả các đầu vào. Thấy không? Như vậy câu hỏi ở đây có bao nhiêu cục? Bạn neuron chỗ này có bao nhiêu cục? Nó phụ thuộc vào cái gì? Cái ở giữa hay là cái đầu? Cái này nè. Cái hai này khác nhau nha các bạn, phân biệt nè. Cái này gọi là cái tầng input layer, là cái đầu vào. Còn đây gọi là cục neuron. Hai này khác nhau nha. Hai khái niệm mặc dù vẽ cục vậy thôi, chứ thằng này khác này nha. Thằng này đầu vào, còn thằng này là cục neuron nè. Bao nhiêu cục neuron? Bao nhiêu cũng được, nhiều ít là do bạn chọn. Đó. Vậy thì đầu vào cố định hay là số lượng cục neuron cố định? Cái nào cố định? Đây là đầu vào cố định. Đầu vào cố định, chẳng hạn như bạn thích cái tấm hình là 28 × 28 × 1 thì số lượng này là 784 là cố định nè, đúng không? Còn các bạn được quyền thay đổi cái gì? Số lượng. Các bạn có thể ép thêm ở đây bao nhiêu cục tùy ý.
đúng không? Bao nhiêu cục tùy ý. Rồi tiếp theo, bây giờ các bạn có các cái cục này rồi thì mỗi cái cục này nè, mỗi cái cục này xử lý tất cả các đầu vào thì nó sẽ có cái đầu ra, nó đầu ra đúng không? Nếu như ở cái tầng tiếp theo, cái tầng này là tầng output ha, dù output của các bạn là phân loại chó mèo gà vịt gì đó 5 cái, thì tương ứng với mỗi cái giá trị của cục neuron nó tính được, nó phải trả về 5 giá trị đầu ra, được chưa? Mỗi cái cục này các bạn sẽ tính toán từ cái n đầu vào này trả về 5 giá trị đầu ra tương ứng, được không? Thì các bạn đã có là các bạn có cái cục này như vậy, các bạn có cái số lượng cục này thay đổi được, đầu vào fix rồi, vậy đầu ra fix hay không? Đầu ra là sao? Đầu ra cố định luôn. Đầu ra cố định luôn, tại vì giờ mình phân loại 5 con chó mèo gà vịt là cố định rồi, đúng không? Như vậy đầu ra cố định. Vậy thay đổi được cái gì? Thay đổi được cái chỗ này. Thay đổi được là số lượng neuron trong một lớp là một layer. Vậy câu hỏi là có nhiều lớp được không? Nhiều lớp được không? Đây có một lớp nè. Dạ được cô. Được, tại vì là mình là đang thừa kế cái thuật toán của neuron thần kinh mà. Đầu vào của thằng này có thể đầu ra của thằng này lại có thể đầu vào của thằng kia, rồi lại là đầu ra của thằng tiếp theo nữa. Vậy mình có thể thêm cái gì? Thêm layer, đúng không? Ví dụ vậy nè, nói lại ha. Một layer thì có thể thêm số lượng cái gì? Thêm bớt số lượng neuron, đúng không? Và mình có thể thêm một hoặc nhiều layer, đúng không? Hai cái đầu rào đầu ra fix rồi, nhưng mà cái layer mình có thể thêm. Ví dụ ha, đây đây có mấy layer, hàng này là hai cái thằng màu cam màu đỏ fix rồi, màu xanh lá cây là mấy cái đây, mấy layer? Hai layer. Đúng rồi. Như vậy các bạn thấy nè, hàng đầu cuối fix rồi, không nói gì ha. Giờ cái thằng giữa này các bạn muốn biến đổi sao cũng được. Như vậy các bạn có thể thêm cái gì? Thêm gì nói nghe con. Vậy là số node với số tầng ẩn thì mình có thể do mình tự mình đúng mình rồi. Muốn mình quyết định. Chẳng hạn như cái thằng này ha, cái thằng số cái neuron trong một layer, số neuron trong một layer các bạn có thể thêm. Chẳng hạn như ở đây người ta cho 2, 4, 6, nhưng các bạn có thể thêm 8, 10, 12, tùy thích, muốn nhiều cũng được, đúng không? Là số lượng neuron trong một layer các bạn có thể thêm. Cái thứ hai các bạn có thể thêm là một layer trong này, bây giờ bạn thêm một cái nữa, được không? Được, có thể thêm cái thứ hai nữa, thứ ba, thứ tư gì đó nữa. Và mỗi lần một layer như vậy các bạn có thể thêm bao nhiêu neuron tùy thích, làm cho các mạng của bạn thêm là phức tạp cũng được. Nhưng mà phức tạp hay không, ít hay nhiều do các bạn quyết định, nhưng nó phải đem lại hiệu quả cho bài toán của các bạn. Cái thứ hai nữa là cái thời gian, tối ưu về thời gian thực hiện nữa chứ. Vui dù làm cái mạng rùm beng bự thiệt là bự, nhưng mà chạy chương trình thiệt là chậm mà cũng không hiệu quả so với cái mạng bé, thì mình phải chọn cái mạng nào đó là vừa đúng cho bài toán mình, tối ưu về thời gian thực hiện nữa ha. Đó, cho nên cái chỗ này là cô mới nói là giống cái bài đầu đó, tức là mình cứ quay đi quay lại thay đổi cái mạng này, đúng không? Thực hiện liên tục, đổi cái mạng, thay đổi cái thuật toán để làm sao bài toán của các bạn tốt nhất, mà cái tối ưu về thời gian thực hiện nữa ha. Đó, chứ không phải là thích vui rồi tôi thêm 5 cục 10 cục 2 lớp 3 lớp 4 lớp rồi cho vui đâu. Không phải ha, chỗ này là cả một cái skill code của các bạn nằm đây nè, đúng không? Đó. Vậy là hiểu về mạng neuron rồi ha, thêm mấy cục rồi muốn thêm nhiều thêm ha. Bây giờ thêm vậy nhưng mà cái fx của nó biết làm sao? Fx biết làm sao nè. Tức là lúc nãy các bạn có cái đường thẳng các bạn viết là y bằng a x cộng b đúng không? Vậy thì cái đóng mùi nhùi này viết làm sao? Có hình dung được không? Tức là các bạn phải viết về công thức toán ha. Rồi từ công thức toán đó các bạn viết cái hàm loss function phụ thuộc vào các cái tham số đó, AB đó đúng không?
và từ đó các bạn mới tính cái tối ưu cái hàm loss function đó, rồi mới quyết định được cái mạng nào, cái tham số nào tốt nhất, đúng không? AV nào tốt nhất gì nữa, nãy nói ý tưởng hay gì nữa, đúng không? Đó thì đây bây giờ cái y bằng ax cộng b đó, nó biến thành cái đống bùi nhùi này nè. Các bạn phải viết được cái y bằng cái gì đó, cái gì của x, tức là y bằng fx nào đó ha. Bây giờ mình sẽ thử viết thử trên mạng neuron. Để tí nữa nói cái này sau ha. Đây, chỗ này mình viết cái mạng neuron trước nè. Nó viết như vậy. Cái cục neuron giờ viết như dạng này nè. Một cục á, phân nó ra vậy. Thì các bạn sẽ thấy là đầu vào của các bạn là Y1, Y2, Y3, Y4 đúng không? Giống tương ứng với X1, Y2, Y3, Y4 vậy đó. Thì lúc này nó sẽ đưa vào một cái trọng số là tương ứng với mỗi cái đầu vào. Nó có cái trọng số là Y1, Y2, Y3, Yn, vân vân. À, thì các bạn sẽ lấy cái đầu vào là x, giống như a nhân x vậy đó, a x cộng b vậy đó, thì đây sẽ là a1 nhân x1, a2 nhân x2, a chấm chấm an nhân xn, với các cái giá trị a là quay, thì đây người ta viết lại bằng chữ w để nhận biết đó là cái trọng số luôn. À, thì người ta sẽ viết lại là w1 nhân với x1, với x1 là đầu vào, hay là y1 gì đó, w2 nhân x2 chấm chấm cho WN nhân XN. Như vậy cái đầu vào nó có hình dạng như vậy, tức là đầu vào nhân với cái trọng số, sau đó cộng lại tất cả các cái giá trị này, nhân xong rồi cộng ha, nhân xong cộng là dạng gì nè, đó, cộng xong thì người ta sẽ bổ sung thêm một cái gọi là cái độ lệch, là chữ B, bias nè, đúng không? Cộng thêm nữa, người ta mới cộng thêm, giống như AX cộng B, các bạn hình dung giống như A x cộng b, với a là quay, x là biến, b là cái bias, là cái sai số độ lệch, đúng không? Đó thì ở đây mình sẽ có công thức là y bằng tổng tất cả cái thằng này cộng lại, xong đó cộng thêm cái sai số là b ha. Thì các bạn thấy mà cái dạng mà phương trình y bằng a x cộng b ấy, với x là vector ha, đang nói x là nhiều cái giá trị vector như thế này, thì các bạn thấy là nó là một đường thẳng, đúng không? Đường thẳng mà làm gì có cái mô hình nào ra đường thẳng hoài, làm sao chính xác được? Cái đường thẳng không là thấy sai rồi, không vui rồi. Vậy thì làm sao để nó bẻ cong, làm sao để nó cong, làm sao để ra cái đường uốn lượn thế này thế kia thì nó mới phù hợp với cái dữ liệu, đúng không? Như vậy là tuyến tính là không chính xác. Bài toán tuyến tính chỉ dành cho những bài toán đơn giản thôi, cái này thì phức tạp hơn. Thì các bạn phải là bài toán không tuyến tính, phải bẻ cong nó. Thì muốn bẻ cong nó, các bạn sẽ phải bổ sung thêm một cái hàm gọi là hàm kích hoạt để bẻ cong nó, để đưa nó về cái dạng là không tuyến tính, observation, cái hàm kích hoạt này. Thì các bạn thấy là cái hàm kích hoạt này nó có một số hàm quy định thôi. Cái hàm này thì các bạn cứ lấy dùng, không cần nhất thiết là phải tìm hiểu gì cho sâu xa, mình có khoảng 3-4 hàm gì đó dùng để bẻ cong cái đường của mình cho nó uyển chuyển, đúng không? Thì nó có cái dạng là đầu vào nhân với quay cộng với bias, sau đó sử dụng cái hàm kích hoạt để bẻ cong nó, tổng lại đưa về cái hàm kích hoạt. Thì tất cả nó tính xong là nó ra cái đầu ra, mới có một đầu ra thôi, tức là nguyên cái bộ này nè, nó mới mô tả có một cục này thôi, một cục này thôi đó. Mà cái đó mới có ra có một đầu ra nha. Một cục nó còn có một đống đầu ra phụ thuộc vào layer thứ hai nữa nè, biết không? Ví dụ như cái layer thứ hai ở đây em cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái neuron cho cục cái layer thứ hai, thì cái đầu ra của cái cục layer thứ nhất nó phải có 7 cái đầu ra. Đó, nó rất là vất vả ha. Đây chỉ là mới lấy một cái cục này ra và có một đầu ra thôi đó, đã thấy phức tạp gì rồi đó. Đây ha, mới mô tả. Thì các bạn làm quen với một số hàm kích hoạt ha. Hàm mà có cái hình bẻ cong vậy, nó là cái hàm mà nếu mà 1 nếu x dương và 0 nếu x âm ha. Đó là một cái hàm thứ nhất. Hàm kích hoạt thứ hai. Đây, hàm kích hoạt thứ hai là cái hàm
và các bạn sẽ học để coi có cái nào tổng quát không. Các bạn học khoảng 3 hàm, và đây là đây có 3 hàm. Được không? Và cái slide này đây đây, nhầm, cái này có 3 hàm. Các bạn chỉ học cho cô 3 hàm này thôi. À, sigmoid, hàm tinh và hàm relu, 3 hàm này thôi. Đó, 3 hàm này giúp bẻ cong cái đường thẳng của mình thành đường cong á ha. Được chưa? Nhớ những ý chính thôi. À, còn về chi tiết toán thì mình từ từ quan tâm ha. Đó là 3 hàm kích hoạt. Rồi giờ quay lại một cái ví dụ nhỏ ha. À, các bạn có đầu ra, à, đầu vào là hai giá trị x1 x2. Được không? X1 đây, x2 đây. Cô có một cái mạng gồm có hai cục, một layer giữa thôi, hai cục thôi. Sau đó ra một cái đầu ra này là hết. Số 5 là hết. Vậy thì cô muốn viết cái hàm fx, tức là cô viết cái A5 này là y, cái y cuối cùng đầu ra của cô á, bằng cái gì của x, fx, đúng không? Vậy thì cô viết như thế nào? Cô viết như thế nào? Các bạn thử hình dung cho cô nè. Đây á, cái này nè, là A1, A2 này là sẽ là hai cái đầu vào, đúng không? A1, A2 đầu vào. Như vậy các bạn muốn viết được á, thì các bạn phải viết cái cục 3 với cục 4, đúng không? Rồi sau đó cục 3, cục 4 gom lại ra cục 5, đúng không? Vậy thì các bạn muốn viết, các bạn phải viết cái 3 với 4 trước. 3 viết sao? 3 viết sao? Các bạn nhớ là tính tổng sau đó đi qua cái hàm kích hoạt là 3 cái hàm lúc nãy mới cho coi đó. Thì cô gọi chung cái hàm đó là hàm G ha. Hàm kích hoạt có tên là hàm G. Chữ G này nè đó. Có thể là relu, hoặc là có thể là tanh, hoặc có thể sigmoid, đúng không? 3 hàm này gọi chung là cái hàm G đi ha. Vậy cái hàm công thức fx của các bạn được tính như thế nào? Đầu tiên tính cục số 3 cho cô coi là gì. Số 3 là gì nè? Đầu ra của số 3 là gì? Đầu ra của số 3. Ai đọc cho cô cái đầu ra của số 3 coi. Đầu ra số 3 là tính toán của cái đầu vào của đọc luôn. Mình chỉ có hai cái đầu vào là 1, 2 thôi. Đây là A1 nè. A1 gắn với số là gì? Đức 1, 3 nhân cho A1. À, đúng rồi. Tổng về đức 2, 2, 3 nhân cho A2. 3 hả? Đang nói cục này em cho 7 rồi. Ủa, 2, 3. Ờ, cổ này là 1, 4 không? À đúng rồi, 2, 3. Đây là sẽ 2, 3 nhân 1, 2. Chứ nghĩa là cộng với B ha. Ở đây công thức nó viết thiếu B này. Có thể là B1 nữa nha. Cộng thêm B1 nữa ha. B3 đi, B3 cho nó hướng với tổng số này. Nó phải cộng thêm cái B3, tức là tổng của A1 nhân với W13 cộng với A2 nhân với W23 rồi cộng với B. Nhớ là cộng với B3 ha. B3 là ứng với bias 3. Rồi sau đó cho vào cái gì? Cho vào hàm kích hoạt. Đó là hàm G. Đây nè, nó là công thức này nè. Công thức này cô đang vòng lại đó. G của W13 nhân A1 cộng với W23 nhân A2, và nhớ cộng thêm B3 nữa ha. B3 là bias ha. Có một số cái trường hợp người ta bỏ cái bias vì do tính toán cồng kềnh hay gì đó, nhưng mà để cộng thêm cái bias thì độ chính xác nó cao hơn ha, gọi là cái độ lệch. Thì đây là đi qua hàm G, các bạn được cái công thức này. Nhớ là nhớ công thức này nha. Rồi vậy thì cái 4 thì sao? Đầu ra của 4 thì tương tự như cái kia ha, là sẽ là A1 nhân với W14 cộng với A2 nhân W24 là này nè, đúng không? Sau đó cho đi qua hàm G là hàm kích hoạt G của cái đống này, đúng không? Đi qua hàm kích hoạt. Như vậy các bạn tính được hai cái đầu ra của 3 và 4. Vậy thì nó là đầu vào của cái 5, đúng không? Nó là đầu vào của cái 5. Do đó muốn tìm cái 5 thì lấy đầu ra của 3 nhân W35 cộng đầu ra của 4 nhân W45 rồi cộng thêm bias B5 rồi sau đó lấy hàm G, đúng không?
thì nó là đây, G của W35 nhân với cái đầu ra của thằng 3 cộng với W45 nhân với đầu ra của thằng 4 và nhân cộng thêm bias, rồi sau đó lấy cái hàm G của nó. Được chưa? Hiểu chưa? Đây hiểu không? Dạ hiểu. Thì các bạn thấy là đến đây á, cái chữ A5 của các bạn là nó viết A5 thôi, chứ thực ra đây là một cái Y nè, bằng F nè, nó nguyên cái bộ này là F nè. X của các bạn là A1A2, X của các bạn là A1A2. Như vậy đây là Y bằng F X, đúng không? Y bằng F X. Vậy thì quay lại bài toán nè, mình đang cố gắng tìm cái mô hình tốt nhất, đúng không? Thì các bạn phải xây dựng hàm loss function, đúng không? Loss function thì hàm loss function của các bạn á là giá trị những cái bộ giá trị dữ liệu các bạn biết x1 y1 biết x2 y2 biết, nhưng mà các bạn cần tìm cái độ chênh lệch, đúng không? Y trừ cho y mũ cái gì nữa. Thì khi các bạn thế cái công thức này nè, công thức lúc nãy của các bạn đơn giản là y bằng ax cộng b thôi, nhưng công thức của các bạn bây giờ nó phức tạp vậy nè, thì các bạn thế vô cái gì biết cái gì không biết trong này, cái gì biết thế vô hàm loss function á, cái gì biết cái gì không biết. Đây là y mũ nè, đúng không? Y mũ bằng cái đống này, nhìn vô cái đống này cái gì biết cái gì không biết. X biết không? X là cái gì trong này? A1A2 biết. X là A1A2 đó, đúng không? Như vậy là X là biết, tại vì cứ mỗi bộ dữ liệu là các bạn biết cái X với cái Y gì nữa, đúng không? Thì các bạn biết A1A2. G biết không? A1A2 biết nè, G biết không? G biết, tại vì G là do mình chọn này, hàm này hay hàm này hay hàm này, đúng không? G biết. Vậy cái gì không biết? Cái VW với cái bias. À, cái đúng rồi, cái quay và cái bias là không biết. Nè, cái này nè, cái quay, cái W1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 5 gì đó. Nguyên cái bộ này là chưa kể là bias B1, B2, B3, 4, 5 nữa, đúng không? Như vậy mục tiêu của mình là phải tìm cái bộ quay này, bộ trọng số và bias này, để làm sao cho cái hàm loss function của các bạn bé nhất. Như vậy các bạn thấy là phải tính một tối ưu của một hàm gồm bao nhiêu biến. Bao nhiêu? Ủa, rất nhiều đúng không? Quay rồi quá trời này không? Vậy số lượng biến này phụ thuộc vào cái gì? Số lượng biến mà W1, 2, 4, 5 gì là B1, B2, 4, 5 là phụ thuộc vào cái gì? Bao nhiêu W, bao nhiêu B cần phải tìm? Trên cái hình của mình á thì số lượng cái WB này có phải là các bạn đang phụ thuộc vào số cục neuron không? Đúng không? Mỗi cục như vậy là hai đầu vào thì sẽ có hai cái W, nhưng chưa kể nhiều đầu vào sẽ có nhiều cái W, mỗi cái cục nó lại có cái B nữa, đúng không? Đó, như vậy là nó số lượng W và B á nó phụ thuộc vào số cục neuron, càng nhiều thì W càng nhiều, B càng nhiều. Rồi nó lại là đầu vào của cái lớp thứ hai thì nó sẽ là càng nhiều nữa. Như vậy nếu các bạn xây dựng một cái mô hình chằng chịt như vậy thì hậu quả các bạn nhận được là gì? Quá nhiều biến, đúng không? W quá nhiều, B quá nhiều. Nó mới lên tới mấy ngàn cái biến, cái tham số đó. Do đó là xây dựng thì vui vậy đó, nhưng mà nếu như các bạn mà xây dựng mà không có hiệu quả thì rõ ràng là thời gian tính toán nó lâu, tại vì tối ưu một cái hàm quá nhiều biến là cái quá trình máy tính nó sẽ rất là lâu, đúng không? Ha, cho nó xây dựng thì thấy đẹp vậy thôi chứ tính là nó rất là cực ha. Rồi đó là anh nãy giờ là đang nói cái tối ưu hóa cái hàm của mình. Rồi vậy là xong cái ý nghĩa của cái mạng neuron rồi, hiểu chưa? Nãy giờ hiểu về mạng neuron chưa?
Hiểu rồi ha. Còn nếu mà muốn hiểu sâu nữa là học thêm môn trí tuệ nhân tạo hoặc đọc thêm ha. Nhưng mà tôi nghĩ là hiểu chừng này là đủ vui rồi, đúng không? Rồi giờ mình qua cái giảm radian là cái phương pháp tối ưu. Phương pháp tối ưu, nãy giờ nói tối ưu vui lắm. Làm sao để hàm loss function min, làm sao để min tìm các cái trọng số, các cái bias để hàm tối ưu min. Nó là quay lại cái bài toán lúc nãy mới nói là hồi thi tốt nghiệp làm á, là tìm x để fx đạt giá trị nhỏ nhất. Mà vậy ngày xưa học làm sao tìm x để fx bé nhất, lấy đạo hàm đúng không, lấy đạo hàm, cái so đạo hàm bằng không, cái tìm được x vui ha. Còn bây giờ thì các bạn thấy là x không còn một giá trị nữa và đạo hàm chưa chắc là bằng không được, tại vì giải về bài toán đạo hàm bằng không nó dễ, khó lắm, nó tính ra được cái x mà f phải x bằng không giải mênh mông luôn không ra đâu. Cho nên là người ta có một cái cách để đưa cái hàm về giá trị nhỏ nhất bằng cái phương pháp gọi là giảm radian. Không biết học này chưa nữa, học chưa? Đã mới học gần đây hả? Mới học. Mà học cơ bản có một cái thầy chỉ dạy đạo nâng cao thì thầy mới dạy qua cái hàm cơ bản. Tức là cũng có học rồi đó, đúng không? Học sơ sơ về cái này rồi nè. Tức là cái này cô chỉ dạy để các bạn định hướng. Tức là cái nãy giờ là nguyên buổi sáng này là dạy cho các bạn xây dựng một cái bài toán, cần làm cái gì, cần xây dựng cái mô hình toán học, sau đó muốn cái hàm đó, cái mô hình đó tốt nhất thì phải xây dựng thêm hàm loss function và tìm cách tối ưu cái hàm đó. Thì bằng phương pháp nào thì cô hướng dẫn cho các bạn cái giảm radian, nhưng mà sau đó thì sẽ giới thiệu thêm một số phương pháp mà các bạn tự tìm hiểu thêm, đúng không? Rồi nghỉ 5 phút nha, cô đi uống nước. Của mình là tìm các cái trọng số, các cái bias ha, quay bias đó, để làm sao mà cái mô hình của mình đẹp nhất, mình muốn mô hình của mình tốt nhất thì mình giải quyết cái bài toán là viết cái hàm loss function của cái mô hình đó và tìm cách đưa cái hàm đó đến min, đúng không? Đó, thì một trong những cái phương pháp đó là các bạn sử dụng giảm radian ha. Tuy nhiên là nó còn nhiều phương pháp khác, thì cô giới thiệu cái ý tưởng thôi để sau này các bạn làm cái bài toán. Còn các cái có nhiều cái phương pháp ha, thì các bạn sau này trong quá trình áp dụng mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì ở đây mình đang nói đến bài toán là gọi là cái hàm lồi thôi, cái lồi vậy nè. Thì mới dễ, chứ thực ra là nó hàm toán học của mình, cái hàm khi các bạn biết là có nhân chia cộng trừ mũ rồi này kia rồi đó, rồi bình phương rồi mũ rồi căn rồi log rồi vân vân, thì nó không phải là hàm lồi, nó sẽ đưa các bạn đến những cái hàm toán học có cái hình thù khác. Thì cái việc tìm min còn phức tạp hơn nhiều. Thì đây mình chỉ đề cập đến cái bài toán là hàm lồi thôi. Thì các bạn thấy nè, là cái hình thứ ba ha, hình thứ ba. Cái hình số 3 này các bạn sẽ thấy là nó có nhiều điểm min. Ví dụ trong cái khu vực này, trong khu vực mà x chỉ khoảng trong khoảng nhỏ nhỏ này thôi á, thì A này là đạt min là ok rồi, đúng không? Nhưng khi x lớn dần, tức là số lượng tham số, cái giá trị của mình đầu vào cái tập dữ liệu nó nhiều dần đến đây á, đến đây chẳng hạn, từ đây đến đây chẳng hạn, dữ liệu nhiều dần, dữ liệu ít đó thì A ok. Nhưng mà sang cái dữ liệu nhiều ít nhiều dần nè, thì các bạn sẽ thấy là B mới là min, đúng không? B mới là tốt nhất, cái A không còn tốt nữa. Nhưng mà đến khi mà nhiều hơn nữa thì C mới là tốt nhất. Vậy khi cái gì là tốt nhất, lúc nào tốt nhất? Có nhất không? Không có nhất, tức là không có một cái giá trị min toàn cục, mà chỉ có min ở trong cái local thôi. Tức là trong một cái phạm vi nào đó,
chưa chắc C đã là tốt nhất, lỡ mở rộng hơn nữa còn có EF gì nữa sao, đúng không? Thì mình đang cố tối ưu trong một cái số lượng, đó là số lượng dữ liệu giới hạn của mình. Ok, trong cái lượng là tập trend của mình khoảng mấy ngàn tấm thì mình tìm được mô hình vậy là tốt nhất rồi nè. Nhưng mà nếu bự hơn nữa chưa chắc tốt nữa, đúng không? Mình lại càng còn cải tiến hơn nữa. Thì đó là cái bài toán AI, tức là không bao giờ tìm được cái gì xịn nhất, ngon nhất trên đời này hết, mà là nó chỉ tốt nhất trong một cái thời điểm nào đó thôi. Dữ liệu nào đó, thời điểm nào đó là tốt, là ok, là vui rồi, đúng không? Đó là cái ý tưởng của tìm giá trị min đó ha. Thì bây giờ mình sẽ có cái ý tưởng như vậy. Quay lại cái bài toán hồi thi tốt nghiệp nè, là muốn tìm cái hàm fx min, thì có nghĩa là đào hàm nó bằng 0, sau chỗ này giải cái giá trị fx bằng 0, cái ra x bằng 1, cái là fx đặt giá trị nhỏ nhất là xong, đúng không? Ok, dễ. Nhưng bây giờ của mình á, là mình không giải được bài toán của mình fx, không dễ dàng giải bài toán bằng 0 đâu, đúng không? Thì mình có cái cách nào để tìm x mà fx tiến dần về 0 hay không? Có bài toán nào không? Thì người ta mới nghĩ ra cái cách là giảm radian. Thì ở cái cách này các bạn sẽ thấy nè, giả sử lấy một điểm x bất kỳ, tại vì bản thân mình đâu có biết là tại vị trí nào x min đâu, tại vị trí nào của x mà fx min đâu. Ví dụ tại vị trí này ha, vẽ đồ thị ra, vẽ dày là y nè, ngang vậy là x, đúng không? Thì các bạn thấy là ứng với cái x tại vị trí này chiếu lên đây là y là dày, như vậy là không phải min, đúng không? Vậy thì khi em lấy bất kỳ, em lấy bất kỳ thì có nghĩa là x em có thể lấy ở đây nè, x lấy ở đây, hoặc là x lấy ở đây, hoặc là x lấy ở đây, thì chiếu lên y những cái giá trị này nó cũng bất kỳ thôi. Vậy có quy tắc nào lấy x mà fx giảm dần không? Có quy tắc nào làm sao để khi mà em lấy x ở đây nè, lấy x ở đây xong thì cái x tiếp theo em lấy ở đây để fx giảm dần, x tiếp theo em lấy ở đây để x giảm dần, x tiếp theo em lấy ở đây để x giảm dần, để fx giảm dần hay không? Tức là cái nguyên tắc, cái quy tắc nào lấy x mà làm cho fx nhỏ dần không? Đó, thì ở đây là chấm đi tới rồi, x cộng lên. Sao em? X cộng lên thì fx nó sẽ giảm dần. X cộng lên hả? Vậy thì bên này nhánh bên này thì sao? Thì là x đang bị trừ xuống nè. Giả sử em cộng lên, đúng không? Em đang lấy x bất kỳ ở đây mà không phải lấy ở đây, vậy thì tại vì là khi mà em lấy x em đâu có biết là x lấy bất kỳ mà em đâu biết là x nằm đây hay là x nằm bên này đâu. X nằm đây hay là x nằm bên này đâu. Đúng không? Giả sử em lấy cái điểm x nằm đây đi. Rồi em tăng x lên là nó lên đây là fx lớn dần rồi. Đúng không? X cộng lên là thành ra là x lên đây rồi. Đúng không? Là lúc đó fx lớn dần rồi, làm sao để lấy x mà fx đi xuống vậy nè. Đi xuống phía này kìa. Thì có phải là em đang thấy là lấy x trừ đi không? X trừ đi là x là lớn đây, đúng không? Trừ đi nó vô đây thì fx mới giảm dần. Hoặc bên nhánh bên này thì x ở đây x phải cộng thêm thì fx mới nhỏ dần, đúng không? Vậy khi nào x cộng thêm, khi nào x trừ đi? Đó là câu hỏi số nhất. Câu số 2 là em lấy cái x ở đây, vậy cái x tiếp theo là một chút xíu này hay là bự dày? Nếu bự quá mà lấy nhầm qua đây thì nó đi qua min, mà nhỏ quá mà lấy có chút siêu siêu vậy nè thì lâu quá nó mới đi tới min, đúng không? Lấy tới đời nào, ví dụ lấy có mẫu siêu thì ít nhỏ nhảy có chút siêu vậy thì đời nào mới nhảy tới min này, mà lấy bự quá cái lấy một cái nó bự quá tới đây cái nó qua min mất sao? Vậy câu hỏi của mình nè, lựa chọn x sao cho fx nhỏ dần là cái khó nhất, cái thứ nhất. Cái thứ hai là x tiếp theo, cách x thứ nhất bao nhiêu giá trị để nó không bị vượt qua min, đúng không? Là câu hỏi thứ hai. Đó. Thì đây người ta mới đưa cho các bạn cái quy tắc là nhìn nè, cái bên cái nhánh bên này nè, nhánh bên này ha, thì có phải là fx âm không? Âm. Cái nhánh bên này là fx phẩy sao? Dương, đúng không? Vậy thì ứng với cái nhánh bên này, các bạn thấy em, các bạn cần x tăng lên không? Rồi x cộng thêm, đúng không? Thì các bạn có thấy là nếu mà cộng thêm
mà f x phẩy lại âm, còn bên này cần cái x trừ đi f x phẩy dương. Vậy từ hai cái ý này các bạn rút ra công thức tổng quát của cái x tiếp theo sẽ bằng x trước đó trừ đi một cái con số nào đó nhân với f phẩy, được không? Chỗ này hiểu không nè? Hiểu tại sao có công thức này không? Tại sao đây có dấu trừ? Đừng có quan tâm con số này nha, cái chữ mà chữ ly này các bạn cứ coi nó là một đi ha. Cô giả sử như x t cộng một tức là cái con x tiếp theo cô lấy á thì bằng cái con x trước đó trừ đi f phẩy của x t. Hiểu chỗ này tại sao có dấu trừ không? Dạ để nó xác định là nó chuẩn bị cho khoảng cách. Để nó tăng chữ đúng khoảng cách nha. Tại sao lại có f phẩy ở đây là tại vì nhờ cái f phẩy nó âm mà thằng này đang cần tăng lên, đúng không? Bên này là f phẩy là gì nè, f phẩy âm mà thằng này đang muốn là x cộng lên thì mình chỉ cần trừ đi f phẩy là nó cộng lên rồi, đúng không? Còn bên này f phẩy đang dương mà mình đang lùi dần thì mình chỉ cần trừ đi nó lùi dần, đúng không? Đó thì nhờ vào cái f phẩy giúp cái chuyện di chuyển cái xt này hợp lý, xt cộng một hợp lý, đúng không? Xt nằm đây thì xt cộng một nó sẽ đi xuống đây nhờ công thức này. Còn nếu không có công thức này á là các bạn lấy cái thứ hai bất kỳ ở nãy đâu đây nè, đúng không? Mà không đúng, chỉ có cái cách này thì mới giúp cái xt cộng một tức là cái giá trị tiếp theo các bạn lấy là nó đi đúng hướng giúp cho cái f nhỏ dần, đúng không? Rồi cái thứ hai, như vậy là các bạn giải quyết được cái công việc là y tiếp theo, x tiếp theo lấy như thế nào để f x nhỏ dần rồi. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo lúc nãy cô nói đó là các bạn cần giải quyết cái gì, nhảy như thế nào để cái việc nhảy đó nó không vượt qua bên này, hoặc nhảy quá chậm, nhảy chậm quá lâu thì lâu mới tới đây thì người ta mới nhân thêm một cái hệ số gọi là tốc độ học, learning rate, được chưa? Nó nhân thêm cái hệ số. Nếu mà cái learning rate này lớn thì chuyện gì các bạn? Sẽ dễ bỏ qua cái điểm. Nhảy qua, đúng rồi, nếu learning rate lớn thì nó nhảy qua cái điểm min. Còn nhỏ quá thì sao? Nó chạy quá lâu rồi. Chạy quá lâu mới tới min này. Như vậy, cái giá trị mà các bạn phải thực hiện nhiều lần để chọn ra giá trị phù hợp đó là cái learning rate này nè. Tức là các bạn phải tính toán làm sao đó để cái learning rate nó phù hợp nhất, đủ nhanh mà đủ tiến tới min. Đó, chỗ này là cần cái skill của các bạn. Lúc mà các bạn làm cái code đó, các bạn phải chọn cái giá trị, cái tốc độ học learning rate này cho phù hợp, có khi phải thử đi thử lại nhiều lần đó ha. Rồi đến đây là hiểu giảm gradient rồi đó. Rồi, vậy thì quay lại cái bài toán. Quay lại bài toán ở chỗ này nói rồi ha. Quay lại bài toán của mình. Đây là đa biến. Ví dụ như lúc nãy mình đang nói x là một biến. Thì đa biến thì nó có cái dạng như vậy. Nhiều biến thì nó sẽ có nhiều dạng. Các bạn cũng áp dụng cái công thức đó và cũng lấy đạo hàm cho cái đạo hàm nhiều biến ha. Rồi giờ mình quay lại cái bài toán của mình nè. Là mình sẽ dùng cái giảm cái gradient này để tính cái hàm loss function trên cái mạng neuron. Nó khó là khó chỗ đó đó ha. Thì giờ mình có cái mạng neuron để nói để show cái mạng neuron trước ha. Xuống đây chút. Mạng neuron chỗ này cô làm slide rất là nhiều, nhưng mà dành cho những bạn nào chuyên sâu thôi, còn mình đang học để hiểu cái bài toán sử dụng được mạng neuron đã. Bây giờ ha, các bạn sẽ thấy là cái mạng neuron của các bạn là đầu vào của các bạn là một cái hàm chằng chịt f1 f2 f3 f4 nghĩa ra đến cái f cuối cùng này. Thì cái bước mà áp dụng và các bạn biết được công thức mà lúc nãy cô nói là các bạn ra được cái a thứ năm này nè, là cái y mũ của các bạn sẽ bằng với công thức gì mà g rồi w gì tùm lum, w1 2 1 5 gì, đúng không? Đó là các cái công thức của nó rất là phức tạp. Vậy thì các bạn viết loss function bằng cách là tính độ chênh lệch giữa y với y mũ, đúng không?
thì các bạn lấy hai cái y với cái y mũ trừ cho nhau, rồi sau đó các bạn thế công thức mà g rồi w gì đó, các bạn thế vô công thức, các bạn rút ra được cái công thức là nó phụ thuộc vào cái w 1 2 1 3 1 4 1 5 với b 1 2 b 3 b 4 b 5, đúng không? Đó. Thì bây giờ làm sao để cái hàm đó nó tối ưu, làm sao để cái mạng của các bạn tối ưu? Thì cái mạng của bạn tốt nhất khi các bạn tìm được cái bộ quay, bộ trọng số và bộ bias tốt nhất, đúng không? Tốt nhất. Vậy thì các bạn coi cái bộ trọng số và bộ quay đó là x đi, x đi, thì các bạn quay về bài toán là tìm x để cái hàm loss là fx min, đúng không? Quay về bài toán đó. Vậy thì áp dụng giảm radian, áp dụng sao trong bài toán này? Thì giờ quay lại giảm radian ha, là lấy một giá trị ban đầu, lấy một cái bộ ban đầu. Ồ, cái này nó hơi phức tạp ha. Chỗ này để kiếm cái code nào đầu tiên thôi. Các bạn sẽ lấy một cái bộ quay ban đầu. Đó, tức là cái công thức nó rất phức tạp, nhưng các bạn hình dung là mình sẽ lấy một cái bộ ban đầu, bộ bất kỳ, giống như là cái đường cong lúc nãy mình lấy x bất kỳ, đúng không? Thì các bạn sẽ lấy một cái bộ quay bất kỳ, rồi sau đó các bạn thế vào cái hàm phức tạp của các bạn. Hàm phức tạp của các bạn là để tôi có slide nào nó rõ hơn chút rồi. Cái này là các bước update lại cái quay đó, mà nếu mà nói kỹ thì nó rất là mất thời gian, nên là còn có cái slide nào nó cụ thể hơn ha. Đại khái là bây giờ các bạn có một cái công thức loss function, cần tìm là tìm bộ quay và bộ bias, đúng không? Thì các bạn muốn làm được á, là các bạn lấy một bộ bất kỳ, lấy một bộ bất kỳ, sau đó các bạn thế vào thiếu sao slide của cô nó thiếu sao đó, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thế một cái bộ bất kỳ, sau đó các bạn thế vào cho đến khi các bạn tìm ra được cái z đó, thế vào nha, bắt đầu lấy một cái bộ bất kỳ ha, thế vào tìm ra được cái z, sau đó các bạn trừ đi cái y, thì cái này chính là hàm loss function của các bạn nè, loss function nằm đây nè đó. Thì sau khi các bạn kiểm tra thấy cái loss function này còn lớn, nó chưa có min, thì các bạn sẽ phải update lại, các bạn thế vào những cái cục này nè, các bạn sẽ tìm lại những cái giá trị, các bạn sẽ thấy rằng đó là nó lớn quá, không đúng, thì lúc đó các bạn phải chọn bộ bias và bộ quay mới để cái hiệu này nó bé đi, thì khi các bạn tìm bộ mới thì các bạn phải tuân theo cái nguyên tắc của giảm radian, có nghĩa là chọn quay mới như thế nào mà theo đúng nguyên tắc của radian. Thì muốn chọn quay mới thì các bạn phải tính được công thức đạo hàm thì nó mới đúng công thức theo giảm radian, là bằng x sau x trước bằng x sau trừ đi learning rate nhân với lại f phẩy, đúng không? Thì các bạn phải tính đạo hàm thì mới rút ra được cái w mới, quay mới của các bạn là quay phẩy này nè, đó, bằng cái quay trước đó cộng hoặc trừ thì theo tùy theo cái đạo hàm tính âm hay dương ha, cộng thêm learning rate nhân với cái đạo hàm, và cái số lần các bạn phải làm đi làm lại cho đến khi nào cái hàm của bạn tiến đến không, thì dĩ nhiên không phải là chuẩn nhất là tiến đến không, nhưng mà nhỏ nhất với cái sai số chấp nhận được, có nghĩa là trong một cái khoảng epsilon nào đó các bạn chấp nhận được thì các bạn dừng ha, và số lần này được thực hiện nhiều lần ha. Đó là cái khó của mạng neuron, tức là các bạn thấy là đạo hàm chỗ này các bạn sẽ tính rất là phức tạp ha, tại vì liên quan đến cái công thức giảm radian là có cái màn tính đạo hàm learning rate nhân với đạo hàm, đúng không ha, chỗ này phải tính đạo hàm thì mới tính được giá trị tiếp theo, nó mới khó là vậy đó. Rồi giờ thấy nói nãy giờ liên quan đến đạo hàm đồ này kia phức tạp quá ha, thì các bạn sẽ coi cho cô cái bước thực hiện trên này nó dễ hình dung hơn. Đầu tiên chọn random nha, chọn đại một cái bộ quay,
chọn đại thôi, chọn bộ quay, được chưa? Tức là hồi đầu mình đâu có biết lấy giá trị nào là làm cho nó min đâu, mình chọn đại một bộ quay, sau đó mình đưa cái bộ quay vô cái mạng neuron của mình, mạng neuron của mình, sau đó mình đưa cái bộ quay mà mình chọn đại đó, sau đó mình tính cái hàm loss function, đúng không? Tức là mình tính y trừ y mũ á, đó. Đó mình tính ra, cái mình so sánh với là thấy cái hai này chênh lệch so với một cái giới hạn mà mình cho phép thôi, ví dụ mình lấy cái giá trị error này là 0.01 thôi, tức là nó chênh lệch gần tới không á, là khoảng 0.01 là được rồi, tất nhiên bằng không là không có, đúng không? Thì mình đưa cái hàm loss function đến giá trị mà khoảng còn cách không khoảng 0.01 là ổn rồi. Vậy hồi đầu mình lấy đại thì làm gì có hai thằng trừ nhau mà cách nhau 0.01 được, đúng không? Thì nó sẽ cách nhau rất bự, đúng không? Để lấy đại mà. Thì sau đó mình làm gì? Mình sẽ tính lại. Mình sẽ thế các cái giá trị vào, update lại, quay lại cái con đường này, thế từng cái giá trị vào chỗ cái cục neuron á, để mình quay ngược lại, mình update cái giá trị quay mới bằng cái phương pháp giảm variance đó. Thế ngược lại thì mới tìm được nha. Chứ nếu các bạn không thế ngược lại á, thì các bạn không tìm được cái công thức là xt cộng 1 bằng xt trừ đi learning rate nhân với f phẩy. Tại vì nó do nó vướng cái f phẩy đó nên các bạn phải thế vào đây để tính f phẩy nè. Đó, con đường thế ngược này giúp các bạn tính đạo hàm, rồi sau đó mới tính được cái quay mới theo công thức của giảm variance. Đó, khó chưa? Thì cái chỗ này nè, nếu mà mạng của bạn càng phức tạp á, thì cái chỗ tính đạo hàm là chắc điên luôn, đúng không? Nếu mà tính bằng tay là điên luôn, không tính nổi. Chưa kể là lớp này lớp kia nữa, lớp trước phụ thuộc lớp sau nữa, cho nên chỗ này tính là điên luôn. Chỉ có máy tính cho các bạn thôi. Đó thì thật là may mắn là khi code mình chẳng cần phải quan tâm đến này, cứ gọi hàm xong rồi nó tự chạy tự tính luôn, đó, phải không? Đó, mình chỉ hiểu cái nguyên tắc làm việc của nó thôi, còn không cần giao khỏe. Không, tính đạo hàm là điên luôn. Ví dụ mạng của mình mà nhiều lớp ẩn á, nhiều cục hơn, chỗ này tính đạo hàm chắc nhất, đúng không? Rồi, vậy là hiểu cái nguyên tắc update quay chưa? Cứ cập nhật lại quay theo cái nguyên tắc giảm radian ha, để làm loss function của bạn tiến dần đến không, mà thậm chí không tới không, chỉ cần nó thỏa một cái epsilon nào đó cho trước là được rồi. Đó, là thỏa rồi ha. Rồi, đó là cái bài toán sử dụng mạng neuron để giải cái bài toán là tìm cái mô hình tối ưu nhất ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái bài toán cụ thể nè. Giờ khỏe lắm nè. Là cô có một cái bài toán về nhận dạng chữ viết tay. Nhận chữ viết tay. Mà chữ thì chưa nói chữ ghê gớm lắm, là số thôi. Từ số 0 đến số 9. Muốn nhận dạng từ số 0 đến số 9 bằng viết tay thì theo bạn, bạn phải chuẩn bị cái gì? Tập inbox đầu vào bao gồm các chữ số, các lớp ảnh có thể là nghĩ là sẽ là các dữ liệu cần để phân tích đặc trưng, sau đó output thì ra được các tập mà cần thiết rồi đó. Tức là vậy nè, các bạn hình dung cái bài toán nha, tại vì là cái quan trọng đó, cái bài toán là quan trọng nhất. Các bạn hình dung là muốn làm bài toán phân loại các cái chữ viết tay thì đầu tiên các bạn phải có thật nhiều cái hình ảnh mà mô tả cái chữ viết đó bằng tay, chụp lại rồi dán nhãn cho nó. Ví dụ những cái hình tròn tròn như vậy là số 0, những cái chữ hình như vậy là số 1, càng nhiều dạng khác nhau của số 0, số 1 thì càng tốt, để sau này máy có nhiều cái thứ để nó có thể phân loại, đúng không? Các bạn phải chuẩn bị cái bộ dữ liệu này. Tương tự đi chụp hình tất cả các kiểu số viết số 2, số 3, sau đó gán nhãn viết dày là số 0, viết dày số 1, viết dày số 2, gán nhãn. Đó là cái quá trình chuẩn bị dữ liệu ha. Sau này các bạn cũng sẽ làm như thế. Chẳng hạn như các bạn muốn phân biệt con chó con mèo, các bạn đi chụp hết tất cả các hình con chó, sau đó gán cho cái nhãn. Hình dày là con chó nè, hình dày con mèo nè, đúng không? Thì đó là quá trình chuẩn bị dữ liệu. Rồi sau đó
sau khi chuẩn bị xong bộ dữ liệu gán nhãn cho nó xong làm gì? Làm gì bên này? À, mình sẽ xây dựng cái mô hình tức là dạng như là một cái FX để cho máy có cái, sau khi nó có cái mô hình chung này rồi á, thì đưa vào một cái con số 0 hay số 1 nào đó bằng viết tay thì nó có thể nhận dạng được, đúng không? Như vậy thì bài toán của mình là cố gắng để phân biệt vào các chữ viết tay bằng mạng neuron, thì mình sẽ xây dựng cái mạng như vậy nè, bằng code ha. Thì trước hết đi, trước khi qua cái phần tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu phần code trước. Rồi các bạn sẽ tạo cho cô cái Google Colab ha. Nếu mà bạn nào mạnh á, thì cô có thể, các bạn có thể làm trên máy các bạn, hoặc là các bạn có thể có net thì làm luôn trên Google Colab ha. Thì đầu tiên á, là các bạn nếu mà làm Google Colab thì các bạn sẽ có làm cái thư mục để chứa dữ liệu các bạn trên Drive ha. Thì sau này tương lai các bạn sẽ phải làm lên dữ liệu khá là nhiều, có thể lên đến mấy ghi rồi đó ha. Mình lưu trên này mình chạy luôn cho khỏe. Rồi thì các bạn tạo cho cô cái Google Colab trên này, và các bạn chỉnh nó sang cái chế độ là mình sẽ dùng review để mình chạy cho nó sướng ha. Đó, tức là mình sẽ chạy trên review, đúng không? Thì các bạn cốt trên này cho nó khỏe, cô cốt trên này, tại vì cô dùng để máy yếu thôi, không cần phải máy mạnh, một cách laptop đi đâu cũng có thể cốt được hết ha. Thì ở đây rất là đơn giản là các bạn sẽ phải thêm cho cô một số cái thư viện trong Python, mình sẽ cốt trên Python đúng không ha. Và các bạn thấy là cái thằng Google Colab này nó rất là tiện, là nó có thể giúp các bạn kết nối đến Drive hoặc có thể chạy trên cloud của Colab luôn, cái nào cũng được hết ha. Sau khi các bạn làm xong, ví dụ các bạn có thể di chuyển tới Google Drive nè đó, cô di chuyển tới Google Drive để cô load dữ liệu đồ vân vân á ha. Rồi mình sẽ code thử ha. Thì các bạn thấy là mình sẽ khai báo thư viện, tại vì là Python là nó hỗ trợ cho tất cả các cái thư viện mà liên quan đến bài toán dữ liệu lớn hay là deep learning, machine learning là nó hỗ trợ hết, cho nên các bạn chỉ cần gọi ra xài thôi ha. Cái tiếng Việt các bạn sẽ import một số thư viện số, rồi thư viện tính toán các phép toán nhân chia cộng trừ rồi đó. Cái này là cô chỉ hướng dẫn bước đầu thôi á, còn sau đó các bạn sẽ lên mạng lấy code và thậm chí là có code về xài cũng được, không cần phải làm gì chân cực, sau đó mình chỉnh sửa lại
còn quá trình mình đang học thì mình tự viết một số cái hàm, còn cơ bản còn sau này trên mạng, ví dụ hàm vẽ viết gì các bạn cứ lên mạng copy về xài random để random các cái số sau này các cái giá trị random ha. Rồi ví dụ như cô thêm thư viện để hồi nó vẽ mấy cái hình ra nè, thư viện số là các phép toán như là cộng trừ nhân chia sắp tới sẽ tính nè. Và cái quan trọng là cô sắp dùng cái bộ dữ liệu để nhận diện chữ viết tay. Chữ viết tay thì ở trong cái thư viện của Keras, cô đang xài Keras là cái loại lập trình mà trên cái API dành cho Deep Learning, Machine Learning là dễ nhất. Còn nếu các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu TensorFlow ha. Nhưng mà thôi tạm thời hướng dẫn cho các bạn cái dễ nhất đi. Đó, thì cô sẽ import cái bộ dữ liệu dành cho chữ viết tay, gọi là bộ dữ liệu MNIST ha. Thì cô sẽ import nó vô để cô xài cho tiện có sẵn. Còn nếu sau này dữ liệu của các bạn đó, là cô hy vọng là các bạn sẽ tự cái tìm hiểu, tự đào về ha. Chứ mình xài của người ta đôi khi là nó không có hợp lý, trừ một số cái thư viện. Ủa sao cái này nó không nhận dataset import emit ha. Rồi như vậy là mình thêm cái thư viện MNIST vô. Bây giờ mình có cái bộ dữ liệu rồi thì mình sẽ load các cái model lên, hồi nữa mình add vô cho khỏe, không cần phải ngồi tính công thức rồi tính đạo hàm đồ. Nãy giờ mình nói quá trời nhưng mà thực ra lúc làm là mình cứ load lên mình xài thôi. Và cái này from từ cái này ha. Rồi tiếp from Keras chấm model ha, sau đó các bạn sẽ import cái này dùng để phân rã ra cái dữ liệu của mình dạng ma trận. Mình sẽ phân ra ít mỗi 23, ví dụ như 28 x 28 á, thì tương lai mình phải phân ra thành 784 cái giá trị đầu vào. Mình sẽ phải có cái thư viện để phân cái ma trận này ra để thành một cái vector đầu vào ha. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ đưa vào cái thư viện về gọi là chuyển các cái giá trị đầu vào, ví dụ như con chó con mèo là số 1 2 3 4, thì các bạn phải chuyển nó về các cái vector dạng như là vector đầu ra của bạn là 0101 rồi đó ha. Thì các bạn sẽ có một số cái thư viện để làm cái công việc này. Đó. Rồi ngoài ra các bạn còn phải làm cái mô hình, thì các bạn cần phải thêm các cái lớp các cái cục neuron rồi các cái hàm kích hoạt, đúng không? Vậy ở đâu ra thì mình cũng sẽ phải import nó từ thư viện ha. Layer này là tí nữa mình add vô trong cái mạng neuron của mình đó. Sau đó mình import các cái mạng này. Nào, rồi cái gì nữa ta? Hàm kích hoạt. Đó. Nó là sơ là cái bộ thư viện là vậy đó. Còn nhiều thư viện khác nữa nhưng mà mình sẽ học thêm ha. Chạy xong rồi đó. Bây giờ mình có thư viện rồi. Cô tắt cái slide này. Ủa nãy giờ các bạn thấy không? Dạ thấy rồi cô ơi. Thấy cái code không? Dạ thấy ạ. Bạn máy cô nó đứng ngắt vậy trời. Chết rồi. Chờ xíu. Rồi. Mấy cái slide mở nhiều quá nó rối. Ủa còn xe không? Hiện tại không thấy xe màn hình đó. Rồi để con xe lại nha. Rồi giờ thấy chưa?
Thấy chưa? Dạ rồi, thấy rồi con. À, sao mạng bị giật sao á? À, vậy là xong cái quá trình mà mình ép thư viện ha. Rồi các bạn bây giờ các bạn có cái tập minute này nè, các bạn lấy ra từ thư viện rồi. Thường thường là các bạn phải tự tạo, thì ở đây các bạn sẽ lấy ra tập train, tập test từ minute ha. Train có sẵn luôn. Rồi, train. Rồi sau đó là bộ test. Test. Đó, lấy sẵn lên luôn. Các bạn chỉ làm một cái công việc vô cùng đơn giản mà không phải ngồi tạo dữ liệu gì hết. Tại vì tập này có sẵn mà. Em need chấm load data xong. Đó, thì chỗ này chỉ cần vậy là nó load cho các bạn thôi, nhanh gọn, dễ dàng, sung sướng ha. Thì mỗi cái lệnh này xong các bạn có thể in ra cái size của cái tập test, tập train của các bạn bao nhiêu, tập test bao nhiêu. Thì ở đây mình cô nói sơ sơ là tập train là tập dùng để huấn luyện cho máy, còn tập test là hồi nó sau khi chạy xong mô hình thì các bạn đem nó ra để các bạn test xem có đúng không, đại khái vậy ha. Và mình sẽ in ra, các bạn sẽ in ra cho cô là kích thước cái size của cái tập X-Train set, đó là cái size của nó là bao nhiêu. Thì các bạn chỉ cần X-Train, sau đó các bạn chấm set là ra cái kích thước của cái tập dữ liệu của các bạn ha. Đó, thì monit chấm lót data, em nít chấm lót data, thiếu dấu phẩy là phải hai cái tập riêng biệt ha. Đó, thì ở đây không đọc được, in ra x train chấm xếp ổ đang sửa gì, x train in ra sai, lỗi dấu xếp không có dấu ở đó gì vậy. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra cho các bạn cái size của một cái X-Train là 60.000 cái tấm ảnh, mỗi tấm là có kích thước 28x28, có không? Và nhanh gọn các bạn có thể load các cái dữ liệu khác cái nào cũng được ha. Rồi bây giờ các bạn sau khi có dữ liệu rồi thì các bạn làm công việc gì? Có dữ liệu rồi làm gì? Để gắn nhãn cho nó. Gắn nhãn luôn rồi, tôi gắn nhãn sẵn tại vì dữ liệu này sướng. Dạ, em ơi. Vậy là phân loại nó. Bây giờ mình phải xây dựng mô hình đúng không? Xây dựng mô hình. Thì trước khi xây dựng mô hình á thì mình phải reset lại cái size của nó, tại vì cái size của nó ở đây là 28x28 nè. Nên mình phải reset lại về cái size mà đưa vào mô hình của mình á. Là nó giá dưới dạng là một cái vector, các bạn thấy là x1 cho tới xn đúng không? Cho nên các bạn phải reset lại dưới dạng là 784 cái giá trị đó. Thì ở đây các bạn có cái hàm reset giúp cho cái công việc là thay đổi cái kích thước đầu vào bằng lấy 28x28 ha. Thì các bạn sẽ reset nó ha. Thì x-train bây giờ các bạn sẽ bằng cái train chấm reset về cái kích thước là 60.000 đúng không? 60.784 đó. Thì để hồi nữa đầu vào của mình sẽ là 784 chứ không phải là hai giá trị ba trận này ha. Để mình biết là đầu vào cái sau này các bạn học lên CNN á thì các bạn quất luôn cái 28x28 làm đầu vào, tại vì đầu vào của nó là dạng ma trận, nhưng mà do mình mới học neural network nên là mình phải reset về cái size là 784 nó mới đúng cái mô hình mạng neuron ha. Đó, ví dụ vậy. Sau đó
sau khi mà reset lại rồi thì các bạn cũng phải chuyển nó về giá trị số thực, số float đó để làm gì? Để hồi nữa là mình còn phải chia cho 255 để chuẩn hóa cái giá trị đầu vào đó, là nó nhỏ trong khoảng 0 với 1 thôi. Để cái việc tính toán của mình hạn chế bớt, chứ giá trị một cái điểm ảnh từ 0 đến 255 mà có 784 giá trị thì các bạn thấy là nó rất là lớn đúng không? Thì người ta hầu hết các bài toán là người ta đều đưa về giá trị trong khoảng 0,1 thôi, tính toán cho nó khỏe ha. Thì ở đây các bạn sẽ có là x trend bằng x trend chấm x2 đổi về cái dạng là float 32 ha, cho nó dễ ha, để sau này các bạn mới chia được cho 255. Nếu là đưa về các cái giá trị 0,1 để cái việc tính toán nó dễ hơn ha. Đó, thì lúc này các bạn thấy là các bạn đang cố gắng reset cái giá trị mạng ma trận về cái dạng một cái dãy vector đầu vào nè, chuyển nó sang số thực để chia 255 để giá trị của nó chỉ trong khoảng 0,1 thôi. Đó, thì lúc này các bạn có thể in ra cái kích thước mới của nó, là in ra cái shape của nó đó, giống như lúc nãy thôi, là trend.shape ha, để coi thử coi kích thước mới là bao nhiêu. Thì nó bây giờ là 60.784 đúng không, kích thước mới chứ không phải là 28x28 nữa. Ở đến đây là mình hình dung được chưa? Đó là đang cái bộ này là đang chuẩn bị dữ liệu. Rồi bây giờ có x trend rồi, nhưng mà mình thiếu cái y. Cái y của mình đang là từ 1 đến 10. À mình nhầm, mẫu 10 đúng không? À 0 đến 9, đang phân biệt số 0 đến số 9 là 10 lớp. Như vậy class của mình định nghĩa là 10 lớp. À 10 lớp xong rồi sau đó các bạn sẽ phải đưa cái y trend của các bạn ban đầu đang đánh số là 0 đến 10, thì 0 đến 10 ở trên cái đầu ra của các bạn phải chuyển về vector gồm mỗi cái giá trị gồm có 10, mỗi cái y có 10 cái y, mỗi cái y gồm 10 giá trị. Nhớ cho cô ha. Và được đánh số là 0001. Ví dụ như số 1 thì số 0 trước á, thì nó sẽ là 0 sẽ là 1000, người ta gọi là one hot code. Chỗ này cô sẽ nói cụ thể hơn sau, trước hết là mình cứ thử trước đã. Là đưa cái vector đầu ra dưới dạng là vector one hot code, tức là đưa nó về dạng là nếu như số 0, ví dụ 0 đến 10 các bạn sẽ chuyển thành là 10000, số 1 sẽ là 01000, số 2 sẽ là 001000, nó đưa về dạng vector như vậy. Thì để làm gì? Để sau này các bạn sẽ dùng những cái hàm tính xác suất á, thì nó mới tính được cái giá trị đầu ra là gần với cái lớp nào. Thì bữa sau mình sẽ nói cái phần đó. Thì tạm thời mình sẽ áp dụng nó trước đã. Thì sau khi các bạn có 10 lớp rồi, thì các bạn sẽ chuyển cái không, lúc nãy cô nói là one hot code, cái y trend của các bạn, y thường đúng không? Y trend của các bạn á, thì lúc này mình sẽ dùng cái until ở trên á. Để các bạn làm công việc gì, để chuyển nó dạng về dạng one hot code ha. Với số lượng là 10 lớp y trend plus đó, thì các bạn đang làm công việc là chuyển về cái vector dạng là sau này các bạn đã dùng ma trận dùng cái xác suất để tính toán nó đó ha. Cái là đặt tên lát nó không chịu không? Kỳ trùng tên nó cái kỳ NB đi. Do là các bạn thấy tô màu là nó trùng với tên nè, cho nên đặt như vậy là nó trùng tên.
đừng có từ khóa. À, rồi sau đó các bạn, khi mà các bạn làm xong cái này rồi á, thì công việc các bạn đơn giản lắm, còn lại là xây dựng mô hình thôi. Đầu vào nè, đầu vào là y nè, đúng không? Và đầu vào là x trên nè, sau đó đầu ra là 10 lớp nè, xong hết rồi. Thì bây giờ công việc của các bạn xây dựng mô hình ha. Đầu tiên là phân rã nó ra để đưa vào mô hình, bạn đặt cái tên là mô đồ đi ha. Đó thì cái mình vừa mới đưa nó vào á là dùng để phân rã cái mô hình, đưa vào vào dạng các vector, đưa dạng vector á để đưa nó vào đó ha. Đó thì bước đầu tiên là các bạn bắt đầu sử dụng nó với các cái lớp. Các bạn sẽ xây dựng các cái lớp ở đây. Lớp đầu tiên của các bạn, đầu vào thì các bạn biết rồi đúng không, là 784 cái giá trị vector x. Rồi bây giờ các bạn đưa mấy lớp là quyền của các bạn nha. Giờ các bạn thích đưa mấy lớp, lớp đầu tiên trước đi ha. Lớp đầu tiên thì các bạn sẽ làm công việc là layer đầu tiên, các bạn chỉ gõ thế này thôi, model.s đó. Rồi sau đó bắt đầu mới bao nhiêu cục là quyền của các bạn, gì nữa, các bao nhiêu neuron là quyền của các bạn, thì các bạn chỉ cần việc là đen trong này các bạn sẽ mô tả các bạn thích bao nhiêu cục. 10 cục được không? Được, 10 cái cục neuron trong một cái layer đó, 10 cục ha. Rồi sau đó đầu vào của lớp đầu tiên chính là cái kích thước của các cái vector, cái đầu vào. Đầu vào nó giống như là A0, A1, A2 đó, thì mình phải mô tả cho nó là cái input. Input shape của nó là cái gì? Input shape. À, của nó là các bạn sẽ mô tả cho cô là 784 ha. Đầu vào vector đầu tiên là mình phải mô tả cho nó cái size là kích thước đầu vào của cái lớp đầu tiên là cái vector gồm có 784 giá trị, và lớp đầu tiên của cô gồm có 10 cục đúng không? Input shape. Nãy em gõ không thấy nó ra thuộc tính đó, còn chỉ có input thôi. Trong danh sách các hàm đen của cô thấy đây nhầm sai chính tả đúng không? Đen lay chấm co đúng em không? Thấy cô em gõ giùm cô cái đen cũng có ra mấy cái tham số của cô, mà có điều không thấy nó có cái tham số input shape. Sao lại không có input shape ta? Model.s cô đóng móc có đủ không? Đen 512 Input Ồ, sao có input shape ta? Hay là cái version mới nó cập nhật nó đổi tên nè. Có khi để là nó sai không tìm được. Cái khi nào nó bật cập nhật lên cái sai mới không ta, để cô coi lại. Thư viện đủ rồi đúng không? Thư viện đen activation ok rồi. Đen gồm có đây á.
Để coi lại xíu. À, cô ơi, em có gửi động chat cái input set cô xem thử nó chạy được hay không? Em có gửi qua chat cho cô. Không, bình thường là cô vẫn inbox được mà. Cô copy cái dòng đó lên cái sao cái dòng model bằng sequential thử cô. Cái này hả? Dạ, copy để dưới cái dòng sequential, copy cái dòng model input set đó. Dạ. Rồi, cái model add copy vô cái dòng qua lên xuống. Ủa thì nó cũng giống nhau mà input của cái em bằng... chạy được á, em đặt dưới cái dòng sequential chạy được. Dạ được. Này cấp, đúng không? Dạ cấp hết dòng đó luôn. Cớp cái dòng hồi nãy lên đặt phía sau cái model bằng khai báo đó cơ. Cái này hả? Cái dòng 14 cô đang chạy bách ngược lại á, cô cớp cái dòng này, giống như cái lệnh đầu cô đánh, cô cớp bỏ lên cái sau cái dòng. Cái này hả? Dạ, bỏ chung luôn. Bỏ chung thì nó đâu có ảnh hưởng gì, tại vì cái notebook này là nó chạy cái này xong rồi cái này cũng được mà, đâu có vấn đề gì. Em muốn có cái này lên đó hả? Muốn có lên vậy hả? Má em đặt lên cho không được, em cóp lên chạy được. Cóp lên vậy hả? Không, bình thường cái thực ra là cái chỗ này, cái này nó có đổi version mới không ta? Sao cô vẫn chạy được mà? Chỗ này là input. Input shape. Input shape đúng rồi mà ta. Syntax của nó là input chip vật xếp. Đợi xíu rồi con coi lại cái này nó đơn giản mà sao chỗ này bị sai. 10 input xếp. Ủa, có vấn đề gì đâu ta? Sai bằng 784 đúng rồi 12 chạy được rồi này, sao tắt riêng lại lỗi được vô lý quá. Rồi đến đây là xong rồi đúng không? Không, hết lỗi rồi nè. Rồi vậy là sau khi cái nó nhận cái mô đồ chắc là phải đi bộ chung với nhau. Ủa mà cô thường cô tách ra thì vẫn chạy được á. Dạ cô sửa cái chỗ 785 thành 784 đúng không? Nhầm 784 chứ không thì nó nhận sai 784 ha. Rồi bây giờ sau khi các bạn đưa vào 10 cục đúng không, với đầu vào là 784, thì tiếp theo là các bạn phải dùng một cái hàm kích hoạt để bẻ cong nó, đúng không? Bẻ cong nó thì các bạn sẽ add thêm model.add. Nếu mà không được nó phải bóc lên trên. Cái hàm kích hoạt thì ở đây các bạn có thể là relu hoặc là sigmoid hoặc là tan hết, tùy hết, các bạn có thể dùng cái hàm kích hoạt nào cũng được hết, được không? Rồi không nhận nữa, sách lên đây. Sao lại hai câu lệnh mà phải bay lên đây mới chịu. Mô đồ. Thì các bạn thấy là đây là mới có một lớp thôi. Đây là mới có một lớp gồm có 10 cục và hàm kích hoạt là relu, đúng không?
Vậy thì muốn làm lớp tiếp theo thì làm công việc gì? Làm công việc gì? Ờ, add thêm ha, đúng không? Rất là dễ là các bạn chỉ cần việc add thêm. Nhưng mà đầu vào của các bạn bây giờ không cần cái 784 là đi vào lần đầu thôi. Lần đầu thôi cho nên là không cần 784 nữa. Tại vì cái lớp sau này nè là nó sẽ là lấy cái đầu vào từ cái lớp đầu, đúng không? Cho nên cái 784 này là để mình mô tả cái đầu vào của tập dữ liệu của mình thôi. Còn cái lớp sau trở đi thì nó sẽ tự động lấy cái đầu vào từ cái lớp đầu. Thì bây giờ các bạn muốn mấy cục chỗ này, 100 cục đi. Thì thường người ta sẽ lấy giá trị là 256, 64, 12 để làm gì, để cho cái quá trình tính toán của máy nó phân theo cái hai mũ để việc tính toán nó dễ dàng hơn. Thì đây các bạn có thể lấy đại khái giờ thì các bạn lấy nhiều cũng được, 20 hay 10, nhưng mà sau này mình sẽ lấy là 32, 64, 512 đồ vân vân ha. Đó, thì đây là lớp thứ hai thì không nhận thì cho nó lên đây chung một à. Lâu lâu cái Google Collab nó bị sao á, sao Relu lại không nhận nữa. Thiếu móc chỗ này đúng không? Vậy là xong cái phần hai lớp. Vậy thì các bạn muốn lên thêm mấy lớp cũng được hết. Thì sau khi xong thêm xong mấy lớp rồi thì các bạn sẽ làm công việc là kết nối mấy lớp cuối cùng. Ví dụ cái lớp ở giữa, hai lớp, mỗi lớp 5 cục, lớp 7 cục gì đó là quyền các bạn. Còn cái lớp cuối cùng á, thì các bạn buộc phải thêm cho cô là 10. Tại vì sao 10? Tại vì lớp đầu cuối cùng đầu ra của các bạn phải là 10, đúng không? Do đó chỗ này là các bạn phải mô tả cái đầu ra của các bạn là cái số lớp các bạn phân loại là đầu ra là 10 ha. Và khi các bạn mô tả cái đầu ra của 10 á, thì các bạn không dùng Relu nữa mà các bạn sẽ phải dùng một cái hàm. Cái hàm này tên là SortMax, dùng để phân loại theo xác suất. Thì bữa sau mình sẽ học phần này. SortMax dùng để phân loại theo xác suất nha, tức là dùng để phân loại dựa vào xác suất 10 lớp. Thì cái hàm này giúp các bạn là đánh giá cái xác suất rơi vào lớp nào nhiều nhất, lớp nào nhiều nhất. Thì ở đây cũng dùng nó để tính toán cái loss function. Thay vì các bạn dùng giá trị số thì ở đây người ta sẽ dùng tới cái hàm xác suất thống kê để xem mà nó rơi vào cái lớp nào nhiều nhất. Đó, thì cái mô hình của các bạn chỉ đơn giản thì thôi, gồm có hai lớp ẩn. Một lớp đầu vào là cái này nè. Và cái lớp ẩn của bạn nè là 10 với lại 20 và 10 cái đầu ra nữa. Được chưa? Đó, đầu vào là 784. Đó. Thì đến đây các bạn xây dựng xong cái ra rồi, xong xuôi rồi thì các bạn sẽ summary nó để các bạn kiểm tra cái mô hình của mình. Đó, thì đơn giản vậy thôi, để kiểm tra cái mô hình của bạn đầu vào có mấy lớp ha. Và với 10 lớp ẩn thì số lượng tham số ở đây, cái tham số của bạn chính là cái weight và cái bias nó tính được nè. Weight và bias trong cái mỗi lớp nó tính cho các bạn thì nó được số lượng weight và bias là 8280 cái tham số. Như vậy các bạn thấy số lượng tham số nhiều không? Nhiều ha. Nhiều. Và như vậy khi mà các bạn tính cái đạo hàm loss function đó thì nó sẽ rất là lâu, nó rất là chậm. Nếu như các bạn chọn vào đây cho nhiều, càng nhiều lớp, nhiều cục thì quay và hát nó sẽ rất là nhiều ha. Tham số ở đây rất là nhiều ha. Rồi đó là cái mô hình các bạn xây xong cái cấu trúc mạng. Thì việc tiếp theo của các bạn là làm cái gì? Việc tiếp theo làm cái gì? Theo các bạn việc tiếp theo làm gì? Việc tiếp theo là chọn phương pháp để tối ưu cái hàm này. Ví dụ như là các bạn dùng giảm radian ok, nhưng mà người ta còn có một số cái phương pháp khác để giảm radian nữa. Chẳng hạn như để tối ưu nữa là ngoài ra còn có SDD, ADAM, RMS, ROC, v.v. Thì các
các bạn sẽ tìm hiểu thêm ha. Chỗ đó là cái phần chỗ mà phương pháp tối ưu thì cô chỉ hướng dẫn các bạn giảm ra đi ăn thôi, ngoài ra nó có nhiều cái phương pháp đó, thì trong này người ta cũng cho phép các bạn lựa, các bạn không cần biết là các phương pháp đó là phương pháp nào, nhưng mà các bạn có quyền lựa chọn, tại vì có thể là nhiều quá các bạn không tìm hiểu kỹ, nhưng mà các bạn thấy lựa chọn cái phương pháp nào bằng cách thử qua thử lại có cái nào tốt nhất ha. Thì ở đây các bạn sẽ combine nó và đồng thời ở trong này các bạn sẽ lựa chọn các phương pháp, chẳng hạn như là loss function của các bạn. Loss function là cái hàm loss của các bạn đó, các bạn sẽ chọn cái dạng nào đó, thì chỗ này các bạn sẽ điền vào cái dạng nào, thì các bạn sau này các bạn sẽ học cái dạng mà hay dùng trong xác suất thống kê, là cái bạn gọi là cái hàm gọi là hàm loss dưới dạng xác suất thống kê á, là cái hàm loss entropy, thay vì các bạn lấy y trừ y mũ thì các bạn dùng trong xác suất là dùng cái hàm loss entropy ha. Thì cái chỗ này cô chắc là cô phải để các bạn tìm hiểu thêm chỗ này, tại vì nó khá nhiều là cái mới đó. Loss entropy ha. Thì cái hàm loss function này không phải đơn giản chỉ là lấy hai giá trị trừ nhau, người ta còn sẽ sử dụng một số cái hàm khác để đảm bảo cho cái bài toán mà tối ưu hàm loss này tốt nhất á, thì người ta mới dùng tới cái hàm liên quan đến xác suất ha. Đó, thì cái chỗ mà cái phương pháp tối ưu có thể chọn ra đi ăn ha, hoặc là có thể là chọn Adam nè, đó các bạn thấy ở chỗ này nó có ghi nè, RMF Rob nè, Adam nè, rồi G giảm ra đi ăn nè, rồi vân vân, nói chung là nó rất là nhiều phương pháp ha. Thì chỗ này các bạn có thể có cái này, các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái nào, RMF Rob cũng được, hoặc là Adam cũng được. Nó xong là chỗ này tìm hiểu cho cô nhiều cái phương pháp nha, nhiều phương pháp để tối ưu á ha, chứ không phải là một phương pháp, rất là nhiều phương pháp. Đây là rồi sau đó các bạn sẽ chọn các phương pháp để tính toán cái độ chính xác của nó. Thì ở đây á, các bạn sẽ metric nó, đo lường bằng cái gì, người ta có thể đo lường hàm loss cũng được nè, các bạn có thể metric bằng non, tức là không dùng cái gì hết, hoặc là các bạn có thể là metric bằng cái accuracy vân vân, làm đo lường nó bằng cái nào. Thì đây các bạn có thể là chọn cho cô là bằng cái accuracy ha, như vậy đó. Như vậy đây là các chỉ ra các phương pháp để tính toán cho cái mô hình của mình, được chưa? Vậy sau khi xây dựng cái cấu hình mạng nè, rồi đưa ra các phương pháp tối ưu nè, hàm loss function là loại nào nè, rồi đo lường bằng độ chính xác hay bằng cái gì nè, xong xuôi thì mình sẽ chạy cái mô hình đó. Chạy mô hình đó thì mình chỉ dùng lệnh fit thôi, model.fit. Đó, cái model.fit thì các bạn phải chỉ ra trong này là fit cái gì, fit tập dữ liệu của mình, đúng không? Thì ở đây cô có cái tập là xtrain, đúng không? Xtrain đó, với lại cái y-train đó, tập dữ liệu của cô. Thì các bạn thấy cô có tới 60.000 cái đầu vào, đúng không? Cái tấm ảnh thì cô không thể một lần mà bốc 60.000 rồi chế vô cái mô hình, nó đã tới 8.200 cái parameter rồi, thì nó rất là cực, nên người ta đưa ra một cái số lượng nhỏ thôi, mỗi lần bốc một ít bỏ vô để train thôi. Thì người ta có một cái khái niệm gọi là batch size. Batch size tức là các bạn lấy một lần một ít thôi, batch size á, batch size trên này đó, batch size ha. Thì đây các bạn chỉ ra khoảng chừng dự 60.000 thì
các bạn lấy ra mỗi lần khoảng 128 tấm thôi, bỏ vô thôi, rồi sau đó lại vòng lại lấy tiếp 128 tấm khác, cứ vậy đó, tức mỗi lần bỏ vô một ít, rồi mình trên cho đến khi nào hết 60.000 tấm thì thôi. Nên thì mỗi lần lấy ít như vậy thì cái tốc độ chạy nhanh hơn, thay vì các bạn bỏ một lần 60.000 tấm mà, đúng không? Đó, thì sau khi train thì các bạn thấy là cái quá trình mà train, tức là mình cố gắng tìm cho cái hàm loss nó tối ưu, thì các bạn phải có số lần thực hiện, số bước thực hiện cái việc đó. Tại vì mỗi lần các bạn thấy x ra thì các bạn tìm x thứ hai chưa chắc đã min, đúng không? Phải tìm x thứ ba, x thứ bốn nữa, thì nó có cái gọi là vòng lặp số lần thực hiện. Thì ở đây với khi mà thực hiện hết cái số lần dữ liệu một lần thứ nhất á, thì nó phải thực hiện lần thứ hai, lần thứ ba, thì mình có cái khái niệm mà epoch bằng nhiêu đó, các bạn sẽ đưa ra bằng 5 chẳng hạn, như vậy. Nên thì ở cái cơ bản là các bạn đang cố gắng chạy một cái hàng viết sai chính tả chữ này đúng không? Categorical. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy mỗi lần 128 cái bức ảnh đưa vào thì nó sẽ tính ra được bao nhiêu lần. Là lấy 60.000 chia cho 128 mình sẽ tính được bao nhiêu lần. Các bạn thấy là với cái tốc độ GPU chạy 5 lần trên 60.000 tấm thì các bạn thấy có nhanh không? Nhanh ha. Và cái độ chính xác ở đây Kurosi nó đánh giá cho các bạn là tới 92,79% nè. Đúng không? 92,79% như vậy là độ chính xác khá là cao đó ha. Thì đây là một cái bài toán đơn giản. Tuy nhiên là sẽ có những cái hàm sâu, cái hình ha, các bạn sẽ coi cái hình. Sau khi đánh giá thì đưa vào cái tập test, là vì cô chưa có reprocessing cái tập test thôi, đây mới tập train thôi nè. Các bạn sẽ chỉnh sửa tập test giống y chang tập train này nè, đúng không? Sau đó các bạn sẽ đưa vào test cái mô hình xem có chính xác hay không. Ví dụ như đây, đây sửa lại là tập test nữa đi. Bổ sung thêm cái test đó, mình cũng sẽ resize lại, rồi mình làm y như tập trên ha. Test còn test là nhiêu, test size của tập test là nhiêu vậy, in cái test thử nha. Nói chung là các bạn sẽ làm lại cái phần dữ liệu test để làm gì, để kiểm tra. Tại vì sau khi mô hình của bạn xong rồi á thì các bạn phải test chứ, nãy giờ mình chạy mô hình xong mà mình không có test á thì mình không biết là cái mô hình của mình có chính xác hay không. Thì ở đây mình sẽ resize lại tập test của mình là 10.000 đúng không, 10.000. Ở đây là test rồi, tương tự như vậy đó, để mình tiếp theo mình kiểm tra cái tập test của mình. Test đó. Rồi in ra cái qua như ít test ý, chấm reset 10.000 như có viết thiếu số 1 đúng không? Đây số 1 đúng không? Các bạn cọ cóp lại và làm y chang vậy. Lot visa chính tả đúng không? Rồi sau đó các bạn in ra size của tập test luôn đi. Test. Nói chung là làm y chang tập test vậy đó, tập trend vậy đó. Đó 10.784 ha. Rồi y test mình cũng làm y chang vậy, làm y chang vậy cho cái y test. Rồi y test đúng chưa, biết đúng chưa. Rồi giờ có bộ train với bộ test, giờ làm gì tiếp theo, có mô hình rồi nè, làm gì tiếp theo? Test thử đúng không? Test thử thì ở đây mình có một số cái mình chỉ cần gọi cái redict thôi, redict cái hàm gọi là model.redict ha. Thì ở đây redict mà mình redict một tấm á, thì mình đưa cái đường link vô một tấm hình chẳng hạn, model ha, model.redict
mình biết nè, các bạn đưa cái đường link, cái tấm hình của các bạn, mà sau khi các bạn load lên rồi các bạn resize lại, rồi chỗ này nè, các bạn load lên, các bạn reset lại, rồi sau đó các bạn đưa vào đây để redirect cũng được, hoặc là các bạn redirect một lần nguyên cái tập test này, nguyên cái tập test mà các bạn vừa mới xây dựng nó đến đây nè, đây ha, ở chỗ này thì các bạn đưa tập test vào để redirect, thì các bạn có cái redirect, người ta gọi là redirect class nguyên lớp luôn mà ha. Còn redirect một tấm thì chỉ cần chấm redirect là được ha, còn nếu mà redirect nguyên lớp đó, thì là chấm redirect class luôn, đó là nguyên lớp đó. Thì chỗ này các bạn sẽ đưa vào cái tập dữ liệu mà các bạn cần redirect là xtest không đó, chạy nguyên lớp luôn. Wow, nó sẽ chạy cho các bạn thì các bạn redirect ha. Rồi sau đó các bạn sẽ in ra ha. Cái chuyện in ấn thì các bạn có thể lên mạng search một số cái hàm in ấn đúng không ha. Và in ra redirect class chứ không phải redirect thông thường hả cô? Cô vừa nói đó, ví dụ redirect thông thường là một tấm ảnh đưa vô, còn đây cô đưa nguyên một lớp vô luôn, một cái tập vô luôn, kiếm một số cái hàm vẽ vời ha, mất công viết lại, mất thời gian, mình có thời gian mình viết. Để qua đây kiếm trên mạng cái hàm viết in ra. In ra cho nhanh, thì các bạn cũng làm vậy đó, ví dụ như ngồi phải thay vì ngồi in ra này kia thì mình sẽ lên mạng kiếm mấy cái hàm in ra cho nhanh. Có thư viện chưa? Sau này nó không nhận được. 784. Vậy thì cái đoạn này nằm ở dưới ha. Còn 784 là chỗ này. Còn cốt. Bảy trăm tám mươi bốn đầu vào của mình là 28 x 28 mà. Còn cái này là cô đi kiếm cốt về add vô thôi. Sao chỗ này cô nhầm, cô đã reset x trên rồi cho nên chỗ này có phải chạy lại đi nha. Để cho lý do là cô đã reset thành 784 rồi, lấy đâu đó nó vẽ cái 28 x 28 được nữa đúng không? Cho nên là buộc phải chạy lại từ đầu thôi, mất công quá. Vậy thì lỡ reset thành 784 rồi thì mình sẽ tức là các bạn có thể in ra trước rồi reset sau ha. Cái chỗ mà in x á là các bạn sẽ tự làm nha. Ví dụ như cô chạy lại cái chỗ này cho các bạn nè. Mình sẽ chạy lại từ đầu. Chạy lại từ đầu ha, nhanh gọn thôi. Đó, lúc này là 28 x 28, cô chưa reset về 784 nó in ra được ha. Còn sau đó cô reset lại 784 nó không nhận nữa. Vậy thì ở đây là cái show các bạn các cái chữ viết tay trong cái mùa trend của các bạn. Ví dụ plasma là những cái số như vậy, số 3 là những số như vậy, số 8 là nó có hình dạng vậy, như vậy ha. Và sau lúc này cô mới reset nó thành 784 nè. Đó, xếp mới là 784. Class model. Nó chạy lại thôi. Chạy lại thôi. Đó, summary. Như vậy. Combine. Sau đó fit. Đó, fit thì thực ra là nó nhanh thôi. Mới tại vì mình bài của mình còn dễ, mô hình còn nhẹ. Đó. In cái lớp, sau đó mình kiếm cái hình mình vẽ vô mới được.
thay vì các bạn phải ngồi học các cái hàm thì mình sẽ kiểm tra xem cái lớp nó có đúng hay không, sau đó mình vẽ nó ra. Rồi giờ vẽ ra ha, vẽ ra rất là mất thời gian, ngồi coi cái hàm lên mạng kiếm cái hàm vẽ rồi. Rồi sẽ vẽ ra là cái lớp class 7 nè. Cái mô hình của các bạn á, là nhớ là cái vector y á, là nó có cái hình dạng là 0 0 0 cho đến cái thứ 7 thì là 0 đến 9 thì thứ 7 sẽ là số 1 nha. Đó thì nó predict được là do là gần với sắp xỉ với lại 1. Thấy không? Ở chỗ này 1, do đó là cái thứ 7 này vector y của bạn thứ 7 này là 1 nè. Đó thì cái lớp là 7 vậy là dạng như là đúng rồi đó. Còn các bạn thể các bạn vẽ nhiều hơn nha, nhiều hơn để kiểm tra ha, đại khái vậy. Thì cái chỗ hàm vẽ các bạn lên mạng tìm ha. Còn cái co của mình nằm đây nè, co mình nằm chỗ này. Nó chỗ này các bạn có thể train lại với số lớp khác hơn để tăng cái độ chính xác. Ví dụ đây 92 đúng không, thì các bạn sẽ thay chỗ này, ví dụ cô muốn tăng lên nhiều hơn là 112 đi, 12 cục đúng không. Ở chỗ này 512 đó đi ha. Các bạn có thể thêm một lớp nữa nha, ví dụ cộng cái cốt cái này nè, thêm một lớp nữa nè, ví dụ vậy ha. Các bạn có thể thêm bao nhiêu lớp cũng được đúng không ha. Nhưng mà hai này không đổi, đầu vào đầu ra không đổi, 784 không đổi, 10 lớp không đổi, nhưng mà chỗ này có thể thêm 512 hoặc là 256 gì tùy ý đúng không. Các bạn sẽ train lại từ đầu cái mô hình của mình. Và cái summary bây giờ nó nhiều tham số hơn nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ là 798.479 cái tham số. Cực nhiều do là cái đầu vào và cái lớp của bạn tăng lên rồi. Các bạn có thể thay relu sigmoid gì nữa ha, hai chỗ này tăng relu sigmoid gì tùy ý nha. Nó chỉ cần giữ lại cho cô cái này với cái này thôi, còn chỗ này bạn thay gì cũng được, miễn sao mô hình của bạn nó chính xác là được. Rồi bắt đầu train lại ha, train lại đó, thì các bạn thấy chậm hơn lúc nãy không, chậm để có vẻ chậm đó, mà độ chính xác lúc nãy 92 bây giờ lên tới 99 lần nè, thấy không, 99 vậy xịn hơn không, xịn hơn cái mô đồ kia. Nhưng mà chỗ này là dĩ nhiên các bạn phải lựa chọn sao cho hợp lý ha. Xịn mà chưa chắc nó nặng quá là sao không tốt đúng không. Chỗ này là cái skill code của mình. Cho đây là một cái ví dụ ha, ví dụ nhỏ về mạng neuron. Thì chỗ này là số lượng, các bạn chỉ cần nhớ cho cô số lượng cục neuron, còn muốn bao nhiêu lớp thì cứ add thêm cho cô bấy nhiêu lớp, giữ lại cho cô hai cái đầu vào đầu ra là fix rồi đúng không, đầu vào đầu ra fix chỉ vậy thôi. Còn mấy cái chỗ này là xử lý dữ liệu, các bạn sẽ nếu mà lấy tập chuyển mẫu thì dễ thôi đúng không. Còn không á, cái công đoạn xử lý này cũng mất thời gian lắm, đây có tập mẫu thì dễ. Rồi có thắc mắc gì không? Dạ không, cô nay cũng cơ bản hiểu hiểu đúng không. Và về dạ. Cô mấy cái mẫu này ha, các bạn có thể thay cái tập này bằng cái tập SIFA nha, ở trong này cũng có SIFA nữa. SIFA thì nó không phải là các cái con số mà là nó sẽ là xe hơi gì, máy bay gì, nhỏ nhỏ xíu xíu cũng 28 28, hơi nhỏ nhỏ thôi, phân biệt xe hơi máy bay rồi gì gì đó. SIFA có SIFA 10, SIFA 100 ha, về làm thử. Rồi đáp bài của mình hôm nay đến đây. Các bạn có thể về post thêm ha. Còn có một số thông số các bạn sẽ khó hiểu, ví dụ như đây nè, thông số này khá là quan trọng, cô cần hai cái thông số này, thì
ở đây là hàm loss function, nó có một dạng mới nữa. Về tìm hiểu cho cô cái này, buổi sau các bạn sẽ lên để đầu giờ của cái thứ bảy tuần sau á, các bạn sẽ tìm hiểu cho cô cái này là cái gì nha. Cái này là gì, tại vì là cái này rất là quan trọng, vì là ngoài cái bài toán mà loss function là độ chênh lệch của hai giá trị lấy hai cái trừ nhau ra, thì người ta còn có cái cách nào viết hàm loss function nữa không, và để làm gì, tại sao lại phải viết cái hàm dạng như vậy. Cái thứ hai là các cái hàm, cái phương pháp tối ưu. Cô mới dạy có giảm variance phải không, còn ADA, RMF, ROP, rồi SGD, rồi gì tùm lum hết, nhiều lắm, nó đa dạng lắm, rất là nhiều dạng. Thì cô mới dạy có giảm variance, vậy mấy phương pháp khác á, nó có gì hay, có gì tốt hơn không, đúng không? Thì tìm hiểu cho cô hai thông số này nha. Bữa sau thứ bảy, các bạn sẽ có 15 phút đầu để nói về hai cái này ha, được không? Ok không? Dạ được. À, thì bài toán của mình mấy cái này nó sẽ ảnh hưởng, đây là một cái này, cái parameter trong này á, gọi là parameter thường thôi, còn những cái thông số này là gọi là hyper parameter, siêu tham số. Các bạn sẽ phải điền những cái thông số mà những cái giá trị này nè đó, và các bạn sẽ phải lựa chọn sao cho nó phù hợp với cái bài toán của mình đó. À, cái số lượng cục neuron gọi là hyper parameter ha. Còn tổng số lượng tham số thì mỗi cái cục nó có bao nhiêu tham số, tao tính sẵn cho mình đây rồi. Còn các bạn thử về nhà làm mà thay số lớp, thay số cục neuron, thay hàm kích hoạt, mà em bỏ màu trắng, thì nói chung mấy cái này thì cô không dạy, em còn tìm hiểu thêm trên mạng ha. Đó, trong bài thân nó rất là nhiều, bài thân nhiều lắm, lên top về xài thôi, được không? Rồi cái phần bài của mình, được. Cô sẽ share ở đâu? Slide này chắc nhờ cô gửi cái khung chat luôn cũng được, em tự đao xuống luôn á. Còn được cái collab này nghĩ là xin cái link là được rồi. Cái Google Collab nè, hay là vậy đi, cô share trên Drive luôn các bạn lên, các bạn lấy về. Dạ. Dạ, còn slide thì sao? Slide hả? Slide để giờ gửi luôn cho. Dạ, tụi em cảm ơn cô. Stop cái này cái đã. File đúng không? Một buổi học vậy hơi mệt ha, đúng không? Cơ bản là hiểu không? Dạ, yeah, hiểu. Hai buổi đầu thì cũng hiểu rồi. Cô, so với mấy bạn thì lập trình em rất là yếu, nhưng mà đây cái môn của cô đầu tiên mà em thấy là cái môn mà em thấy rất là hứng thú. Sáng em cũng tập trung được nhiều ở cô. Dạ, có hứng thú là vui rồi đó. Dạ, thật sự thì cái nhịp của cô dạy thì nó không quá nhanh nên em cũng theo kịp được, và em cũng thấy thích cái môn này hơn so với những môn kia. Với lúc nãy em thấy cô có chia sẻ là lớp mình sẽ có giờ thực hành đó cô. Ừ. Dạ, thì thứ nhất về phía em là có ba bạn ở Đồng Tháp hơi xa, còn em ở nhà trung học, nhưng mà em một lần em hai máy lần, cái máy bàn thì em mở màn hình lớn để em có thể theo kịp bài. Cái máy đó thì để em có thể trao đổi với cô. Nó được thì em thấy mình học qua online em vẫn thấy nó hiệu quả, vì nó giúp em có nhiều công cụ để em theo kịp bài giảng của cô, đúng không? Thực hành đó hả? Thực hành thì cô không biết, tại vì là tùy theo trường, nếu mà trường cho cô dạy online á thì cô dạy thôi.
Nhưng mà lỡ trường không cho dạy online thì làm sao? Cho nên cô cũng không chắc được với em là có xin được dạy online không. Đó là câu hỏi của em đó. Thực ra thì các bạn có thể cố trên máy cũng được, cố trên Google Colab có mạng là ok hết rồi, còn xem màn hình cho cô xem kết quả là được rồi. Thì tìm trên mạng, thực ra cái phần này, cái phần đầu cũng dễ, các bạn có thể code ở nhà. Thực ra mấy bữa thực hành đầu code ở nhà cũng chẳng sao hết, dễ đúng không, nãy giờ các bạn làm thấy cũng dễ mà đúng không. Còn cô cũng không chắc là nếu mà lỡ mà khoa mà yêu cầu lên offline, lên lab thì phải lên lab, cũng không biết sao, tùy trường hay tùy khoa ha. Dạ cô. Còn mấy bạn ở Đồng Tháp có ý kiến gì không ạ? Dạ không ạ. Dạ theo dạ tùy bây giờ cô sắp xếp sao thì tụi em chấp hành học tập theo vậy thôi. Mà thấy học online vậy ổn không? Dạ ổn cô, tại vì cô chia sẻ mà nên cho tụi em theo cũng dễ dàng, ngay lập tức liền luôn cô được cũng được. Ủa vậy sao nãy giờ không xem màn hình cho coi chứ? Ôi nãy từ tụi em cũng có theo cô á cô. Dạ. Ừ ổn rồi, đúng rồi đó, cái cốt giống như vừa học vừa làm thôi cô. Cô ơi, em xem màn hình của em đó cô, em chạy được cô hết luôn á. Ừ đúng rồi, dễ mà đúng không? Tức là cái phần này nha, là cô hướng dẫn bài mẫu vậy thôi, còn bữa sau á là các bạn sẽ phải chuẩn bị tập dữ liệu riêng của mình, rồi sau đó các bạn post lên là viết mô hình y chang vậy đó. À, nhưng mà lúc đó là dữ liệu của riêng mình rồi, nó vừa làm vừa học vậy là ổn rồi đó. Đang load slide lên cái này, các bạn download về nha. Dạ. Yeah. Rồi những bạn khác có ý kiến gì không khi học môn này? Dạ không ạ. Với cách tiếp cận này thì tụi em theo cũng tương đối là kịp được và cũng dễ hiểu. Đi cũng xa đúng không? Cái này thật ra đâu có cần thiết bị gì đâu, cứ lên mạng, như cô là lên mạng xài. Xong rồi các bạn có máy ở nhà, các bạn cũng tự làm, xong các bạn share lên cho cô xem là được rồi. Đâu cần phải ấy. Chỉ sợ là không biết là online hết thì có ổn không, khoa có cho phép không thôi. Ok, còn những bạn khác thì sao, có ý kiến gì không? Dạ em cũng không nhớ ý kiến gì của anh Chí. Dạ ok ha. Mới gửi hai cái file đó. Ủa chết rồi, cô gửi riêng rồi mà lại không gửi gửi chung, để gửi lại nhầm. Dạ không thôi, cô gửi riêng ngay đi, nhờ anh nào đó gửi xe lại giúp em cũng được. Dạ anh có nhận của cô để anh gửi qua trước. Ngọc Trường Ngọc Tú là cô lỡ để cô quên để everyone mà cô gửi cho Trường Ngọc Tú là dạ, Trường hay Tú hay Ngọc? Dạ em tên Trường. Dạ tên Trường. Đó Trường dạ. Gửi lại cho hai bạn nhé. Dạ em gửi cho cả lớp hết luôn cô. Dạ. Okay. Dạ. Với hôm qua thầy dạy cái giảm gradient đúng không? Cái công của thầy nó quá phức tạp, em ngồi cả buổi tối mà không hiểu gì hết. Thì sáng nay cô có mô hình hóa nó lại thì em đã hiểu được cái đó cô, em cũng cảm ơn cô. Tại vì á, thực ra ở cái mức các bạn mà dạy công thức toán là đuối lắm, cho nên cố gắng là dạy để các bạn hiểu ý tưởng. Tại cái slide của thầy với cô là thầy ghi công thức chứ thầy không có làm cụ thể giống cô, còn cô làm cụ thể, cô giải thích rõ ra thì tụi em nói chung mình tụi em biết được cái cách với nó làm sao, sao biến làm sao, nó chạy làm sao, sao nó dễ trực quan hơn. Còn của thầy vô thầy giảng cho nên tụi em cũng hơi khó hiểu một tí. Dạ. Dạ
rồi đã chọn giáo viên hướng dẫn bài đề tài hay gì chưa? Dạ chưa. Dạ chưa cô. Nói chung là chọn đề tài, chọn giáo viên để làm sớm chứ không là các bạn phải kết bữa nhà. Trước có thầy Duy có gửi cái danh sách mà đó của khóa 08 mà chứ bên 09 tụi em thì chưa có thông tin gì hết. Thì với những gợi ý hôm nay các bạn có thể làm cái đề tài, chọn cái đề tài ha. Bữa sau thực hành thì cũng là quay lại những bài này là bài mẫu các bạn sẽ về. Tại vì ở cái mức thạc sĩ thì các bạn phải tự tìm tòi nhiều. Tức là giáo viên không hướng dẫn tận tay mà chỉ hướng dẫn mẫu thôi. Sau đó các bạn sẽ phải tìm tòi nhiều ha. Nhất là các cái bộ dữ liệu á, là các bạn phải tìm tòi thêm trên mạng ha. Và sau này nếu mà đề tài của các bạn thì các bạn còn phải tự tạo nó kìa, tức là tự chụp hình, ví dụ như là lúc nãy cô nói đó, các bạn phải gắn nhãn các cái clip này kia đó, rồi tự làm thì mới có giá trị, đúng không? Rồi vậy thôi ha, vậy là mình kết thúc cái môn này ở đây nha. Thứ bảy tuần sau các bạn sẽ tìm cho cô các phương pháp tối ưu ngoài giảm đa dạng còn cái gì nữa, và các cái hàm loss function ngoài cái hàm là y trừ y mũ ra dễ đúng không, thì còn cái hàm liên quan tới xác suất nữa. Thì tức là cô không có bắt các bạn là tìm hiểu cái công thức toán mà chỉ cần tìm hiểu ý nghĩa của nó thôi nha, nói sơ sơ về các cái dạng, tại vì khi các bạn code các bạn sẽ có quyền lựa chọn mà các giống cái... như là mình thảo luận đầu giờ vậy ha. Mỗi bạn thảo luận cho cô khoảng 15 phút đầu giờ, ok không? Dạ được rồi. Vậy thôi mình nghỉ đây ha. Dạ cảm ơn cô. Dạ em chào cô ạ. Dạ em chào cô. Rồi. Em chào cô ạ.